giới thiệu vắng tắt một ngàn tầng. Viên tùy là cường giả tuyệt thế của liên bang hiện nay cũng không có ý định tiếp tục xông vào, sau khi tìm đường chết của mình cũng thành công rời khỏi, ở nhà trải qua cuộc sống tốt đẹp mà mình chỉ cần ăn cơm ngủ mang theo mùi mùi. Nhưng làm mùi mùi viên duyên lại nhìn không được thân ca của mình chán chường như thế, sau một phen làm xong lại mang theo viên tùy trở lại cuộc sống sáng lập tháp. Lại một lần nữa viên tùy lựa chọn giống như lần đầu tiên hay là có bất đồng khác đây. Nhân vật chính hẳn phải chết một lần kinh điển bắt đầu một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Nhân vật chính hẳn phải chết một lần kinh điển bắt đầu hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, viên tùy cùng thương hồn dằn co, ai cũng không động thủ nữa. Như vậy một là vì quan sát đối phương tìm thời cơ tốt, hai là vì mượn cơ hội nghỉ ngơi một hồi, bằng không chiếu theo trạng thái vừa rồi đánh tiếp bọn họ sẽ không bởi vì bại bởi đối phương mà ngã xuống lại sẽ bởi vì thể lực thiếu hụt mà ngã xuống viên tùy sờ lên vết thương vừa bị thương hồn rạch ra bởi vì năng lực khép lại cường đại của bản thân hắn hiện tại đã không còn chảy máu nữa nhưng thương hồn chủy thủ tạo thành vết thương nào có dễ dàng như vậy hoàn toàn khép lại hiện tại loại trạng thái này tùy thời đều có thể bởi vì một chút nguyên nhân bên ngoài lần nữa vỡ tan ngươi không được rồi chứ Viên tùy che miệng vết thương của mình nói, "Ha ha." Thương hồn cười ho khan hai tiếng, ông lấy vị trí vừa bị viên tùy đá trúng, người mới đúng chứ. Viên tùy có thể biết một cước kia của mình hoàn toàn không có thất bại, hoàn toàn toàn bộ lực đạo toàn trúng, một cước kia đi xuống sợ là xương cốt Thương hồn cũng không dễ chịu đi. Thương hồn quả thật không dễ chịu, một cước kia quả thật quá nặng, nhưng hai người bọn họ hiện tại đều ở một chỗ tất nhiên là cứng rắn đó chính là miệng ngươi mới đúng chứ ta một chút kia hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của ngươi khiến ngươi thấy máu hai người nhàm chán mạnh miệng đều là tại kéo dài thời gian lẫn nhau trào phúng nói móc là kích thích đối phương ra tay được rồi viên tiện tay vung lên như là đang đuổi đi cái gì sau đó tổng kết lại đánh lâu dài như chúng ta lúc trước xem ra không có tác dụng gì cho nên kế tiếp vẫn là tốc độ một chút đi Hai người lúc trước chiến đấu tuy rằng hao phí thể lực nhưng vẫn là bảo thủ một chút phương thức, dù sao thể lực thứ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút đều có thể chữa trị hơn phân nữa, không nghĩ bọn họ kế tiếp cần hao phí đồ vật. Đến đây đi, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Thương hồn xoay hai thanh chủy thủ trong tay, ngồi sổng xuống nói với viên tùy, nguyên, cẩn thận nha. Dứt lời thương hồn lại lên. Nghe thấy đối phương còn đang nhắc nhở mình, viên tùy cười lắc đầu một cái, sau đó rung lên, đến đây a, à, thật coi ta sợ ngươi sao. Đón thế công của thương hồn, viên tùy cũng xông lên. Hai người giờ phút này đều không có bất kỳ xu thế chán chường nào, thậm chí so với ban đầu mà nói đều càng sâu hơn một chút. Lần này thương hồn không có giống như trước kia hướng viên tùy vọt tới, mà là trước tiên đem chủy thủ trong tay ném qua. Giao găm ra tay xé gió mà đi, thuận theo xu thế gió. Đối mặt với một thanh chủy thủ như vậy, làm cho viên tùy cũng không khỏi bi thương hơn một chút. Nếu đem chiến kiếp của viên tùy so sánh với một con rồng trên trời, chủy thủ của thương hồn nhất định là bá chủ trên lục địa. Sư và hổ, chỉ đối phó với một người trong đó cũng đủ lao lực, hiện tại không chỉ phải đối phó mà còn có hai người, còn là loại biết bay, thật sự là làm cho người ta có loại xúc động muốn khóc. Nhìn chủy thủ bay tới trước mặt, viên tùy không có lập tức áp dụng hành động, mà là đang bình tĩnh quan sát đây là vừa rồi cùng thương hồn đại chiến trong ngộ ra. Hắn quyết không phải chỉ biết đánh nhau mà thôi, hắn còn rất tinh thông như thế nào đánh nhau. Loại người này là các võ giả vô luận như thế nào cũng không muốn gặp, bởi vì cùng hắn đánh nhau không quá có lời, còn rất có thể sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Lúc chủy thủ còn ở nửa đường viên tùy liền cảm thấy một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, loại trình độ nguy hiểm cùng đáng sợ này là hơn 900 tầng quân chủ phía trước chưa từng có cho nên khi chủy thủ từ xa tới, viên tùy vừa quan sát đủ liền sớm tránh ra. Nguyên, ta đã nói phải cẩn thận. Chủy thủ của ta không chỉ có những năng lực này a, à, thương hồn nhìn viên tùy né tránh, ngón tay cong lên, chủy thủ vốn sẽ không bắn trúng viên tùy bắt đầu chuyển hướng, bay về phía viên tùy. Loại tình huống này thật sự rất đau đầu, uy lực của chủy thủ kia khẳng định không nhỏ, bây giờ còn nhiều công năng truy tung, sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. viên tùy nghĩ tay đã sớm bắt đầu cử động. Ngón tay một chuỗi liên động, trong hư không vẽ ra một phù trận 10 cm. Sau đó lại đem ngón tay đặt ở trước miệng, trong miệng lầm bầm đọc thuật ngữ. Đang niệm đồng thời, phù trận cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến nửa mét thời điểm ngừng lại. Lúc viên tùy ngừng đọc, phù trận bắt đầu xoay tròn, vòng ngoài xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, vòng trong xoay ngược chiều kim đồng hồ, đường nối liền hai vòng không ngừng biến hóa. Cuối cùng viên tùy đặt đầu thương của chiến kiếp vào trong phù trận trong phút chốc ở tầng ngoài cùng của phù trận xuất hiện vài đầu thương của chiến kiếp viên tùy nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng đi những phù trận biến hóa ra đầu thương liền thoát ly vị trí hướng về chủy thủ lao tới trước mặt ta vẫn xem thường ngươi nhìn đầu thương bị đập nát viên tùy cảm khái nói bất quá hắn cũng rất may mắn may mắn chính mình lần này không có cậy mạnh bằng không rất có thể thân bị trọng thương đâu có ngược lại ta rất bất ngờ a à, ngươi rõ ràng là một chiến sĩ lại biết chiêu số của trận pháp sư bất quá hình như trận pháp còn chưa được bằng không lần này sẽ khiến ta chịu không ít thiệt thòi a à, thương hồn đối với phù trận vừa rồi viên tùy dùng ngược lại cảm thấy hứng thú một bằng hữu vậy đáng tiếc ta không hiểu phương diện này bằng không vừa rồi ta cũng không dám cam đoan chủy thủ của ngươi sẽ như thế nào viên tùy dùng thương chỉ vào chủy thủ bị thương hồn thu hồi hắn cũng tự biết chỉ dựa vào trận pháp công phu mèo ba chân này của mình tất nhiên sẽ không làm gì đối phương, bất quá ngăn cản công kích lần này cùng làm cho hắn kinh ngạc là dư giả. a à, thương hồn nhẹ giọng cảm thán có lẽ là trào phúng viên tùy. Vậy ngươi tới thử xem. Thương hồn bị viên tùy kích thích hứng thú. Sau đó cũng giống như viên tùy lấy tay vẽ ra một đường lại một đường trên không trung, cuối cùng lúc hoàn thành A một tiếng lớn A. Phu trận thành hình, bắt đầu xoay tròn, ở bên trong bắn ra một đạo kim hoàng laser. Nhiệt độ và độ mạnh yếu của laser đều vô cùng lớn, xẹt qua nơi này, hoa cỏ nhất thời cháy khét, chỉ còn lại mặt đất lộ ra cháy đen. Khi laser tới, viên tiện tay nắm chặt chiến kiếp, hai tay dùng sức hất ngang, đầu súng cũng đánh nhau với laser. Laser bắn tung tóe từ đó bị phá hủy, viên tùy thì bị lực lượng này bắn bay. Thương hồn ở thời điểm laser bắn ra cũng là lần thứ hai khởi động, nhìn chuẩn viên tùy bị bắn bay trong nháy mắt lập tức đuổi theo viên tùy nhìn thương hồn không nhúc nhích mà là trong miệng lẩm bẩm cái gì thương hồn một đau đâm tới viên tùy dùng thương ngăn trở tay kia của thương hồn lập tức đâm về phía viên tùy hiện tại không thể phòng ngự một đau đâm trúng bụng viên tùy khôi giáp trách hết tiến vào thân thể nhưng không đâm quá sâu bởi vì viên tùy dùng tay bắt lấy tay thương hồn viên tùy hai tay dùng sức hai chân đạp thương hồn một cái ở trên không trung xé đánh hai người tách ra. Viên tùy rời đi nhìn thương hồn bay về phía địa phương, phát hiện địa phương lệch, nâng chiến kiếp lên hướng thương hồn nghiêng bên trái ném qua. Thương hồn nhẹ nhàng tránh được chiến kiếp vững vàng rơi xuống đất nói, ngươi không được a. À? Giờ ngón trỏ lên lắc lắc. Vậy sao? Viên tùy cười thầm, lúc thương hồn rơi xuống đất hô to, lôi phát. Dưới chân thương hồn xuất hiện một trận pháp, lập tức bắt đầu vận chuyển trên bầu trời cũng xuất hiện một trận pháp tương ứng thương hồn ý tứ không đúng thì đã sớm muộn hai trận pháp đối ứng phát ra một đạo lôi điện laser không hề thua kém thương hồn cứ như vậy thương hồn ở trong giao phong lần này tổn thất càng nhiều viên tùy định tiếp tục mở rộng ưu thế bước nhanh lên đánh thương hồn khoái quyền đang tiếp nhận lôi pháp tẩy nhưng ai ngờ thương hồn cho dù bị lôi pháp của viên tùy trùng kích vẫn có dư lực ngăn cản viên tùy tiến công Quyền thứ nhất bị thương hồn dùng chưởng ngăn cản, quyền thứ hai bị cánh tay nhỏ ngăn ra khu vực hữu hiệu, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Căn bản không tạo thành bao nhiêu thương tổn thực chất đối với thương hồn. Viên tùy quyền không có bởi vì không đánh trúng mà dừng lại, ngược lại hắn hiện tại không thể không tiếp tục, bởi vì thương hồn cũng bị hắn mang lên, nếu hiện tại dừng tay hắn tuyệt đối sẽ bị phản kích. Sau khi mặc niệm vài tiếng, trên tay viên tùy ẩn chứa hỏa diễm bám vào, mỗi một quyền không chỉ có bản thân nắm đấm cường hãn còn có họa diễm thiêu đốt cực nóng hai bên kết hợp cho dù là thương hồn cũng không thể không né tránh mũi nhọn này thương hồn bị thương nghiêm trọng nhìn viên tùy xem ra ngươi không chỉ có hiểu trận pháp còn hiểu ma pháp cùng quyền pháp a à, vậy ngươi có hiểu triệu hoán viên tùy rút ra chiến kiếp cắm trên mặt đất thành thật trả lời đáng tiếc ta duy chỉ không biết triệu hoán thật đúng là đáng tiếc bất quá ta sẽ thương hồn vừa nói ra lời này, làm viên tùy giật mình không nhỏ. Một thương hồn thì không nhất định có thể thắng, lại thêm mấy cái khác thì phải làm sao bây giờ? Thương hồn bay lên trời cao, đem chủy thủ ném xuống. Lúc chủy thủ rơi xuống đất, hiện ra một cánh cửa hư không u lam, trong không gian hỗn độn thác loạn đi ra một sư một hổ. U sư minh hổ. Viên tùy tự nhiên là nhận thức, ở trong dị thú xem như vương giả cấp bậc tồn tại, coi như là viên tùy ở đỉnh phong trạng thái cũng không quá muốn đi cùng chúng nó đánh nhau hiện tại loại trạng thái này càng là hoàn toàn không muốn nhưng cũng không có biện pháp hiện tại tên đã lên dây không thể không bắn dù sao cho dù viên tùy muốn chạy thương hồn cũng sẽ không đồng ý cho nên viên tùy vẫn cắn răng đi lên đối mặt với u sư minh hổ viên tùy nhắc tới chiến kiếp kiên trì chạy tới trước mặt đối với dũng khí của viên tùy thương hồn thập phần thưởng thức chính bởi vì thưởng thức cho nên mới đem hết toàn lực đi đối đãi với hắn, đây là tôn trọng đối với hắn cũng là đối với mình. U sư Minh Hổ quay mặt về phía viên tùy, một trái một phải bắt đầu động đậy. Minh Hổ đi trước một bước, U sư ở sau tùy thời mà động. Trong khoảng cách công kích, Minh Hổ thả người nhảy lên, mở cái miệng to như chậu máu, lộ ra từng cái hàm răng sắc nhọn. Nhảy lên chỗ cao nhất Minh Hổ từ trên xuống dưới, thân thể khổng lồ cùng lợi nhà khoa trương lớn kia quả thật có thể tạo được tác dụng rất tốt, làm cho đối thủ trước khi bắt đầu liền bởi vì khiếp đảm mà giảm xuống sức chiến đấu. viên tùy dùng thương ngăn cản minh hổ từ trên trời giáng xuống, chiến kiếp nhất đẳng, thân thể nghiêng một cái tránh thoát minh hổ dơ trảo, lập tức xoay người, một cước đá trúng bụng minh hổ, đẩy nó ra, sau đó toàn lực xông về phía u sư sở dĩ xuống tay trước từ u sư là bởi vì đơn đã độc đấu mà nói u sư yếu hơn minh hổ nhưng điều này cũng không thể nói rõ u sư yếu bao nhiêu mà là sở trường đặc biệt của u sư là công kích quần thể mà sức chiến đấu đơn lẻ của u sư cũng không thể xem thường hơn nữa còn là loại thể trạng chỉ là đầu đã so với thân thể viên tùy còn lớn hơn thể trạng u sư này so với minh hổ vừa rồi không kém bao nhiêu thậm chí còn có thể thắng được cái trước viên tùy sau khi đá bay minh hổ dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía u sư trong nháy mắt đã đến trước mặt u sư trong nháy mắt nhìn viên tùy giống như quỷ mị đi tới trước mặt mình u sư cũng có chút bị dọa nhưng sau khi sửng sốt ngắn ngủi lại kịp phản ứng u sư vội vàng vương chân trước muốn đem viên tùy bắt lấy ấn trên mặt đất sau đó cùng minh hổ đuổi tới xé nát nhưng viên tùy cao thủ như vậy làm sao có thể đơn giản để u sư bắt được hơn nữa nó vừa rồi còn sửng sốt một hồi trong quyết đấu trong nháy mắt đều có thể thay đổi kết cục huống hồ bọn họ vừa rồi còn cách nhau gần như vậy khi u sư vừa mới chuẩn bị nâng trảo viên tùy chính là dùng chiến kiếp hướng móng vuốt nó vừa chuẩn bị nâng lên đâm mạnh xuống làm cho một trảo bị đóng trên mặt đất mà không nhấc lên được sau đó lập tức mãnh liệt bắt lấy u sư tóc mai cầm lấy chiến kiếp tay quyết đoán buông xuống trong tay chiến kiếp đối với u sư đầu chính là đánh xuống tốc độ tay viên tùy càng lúc càng nhanh lực độ xuống tay càng lúc càng lớn, hung quan trong mắt càng ngày càng mãnh liệt mà thấm vào người. Tứ chi mạnh mẽ tráng kiện của U sư, dưới sự công kích của viên tùy cũng mềm nhũng. Nơi bị đánh bắt đầu chảy máu, nhưng không có cách nào. Khi viên tùy chuẩn bị tổ quyền cuối cùng mang U sư đi, giơ tay lên lại bị minh hổ đuổi kịp cắn một cái. Giáp trên cánh tay cũng bị phá hủy hoàn toàn, hàm răng minh hổ mặc dù không sắc bén và cứng rắn như chủy thủ của thương hồn, nhưng cũng đủ để nó cắn xuyên giáp tiến vào máu thịt sau khi minh hổ đến sĩ khí u sư cũng đại chấn minh hổ ngăn cản viên tùy thời u sư lắc đầu thoát khỏi trạng thái bị đánh vừa rồi sau đó nhịn đau dùng sức một cái trực tiếp mặc cho chiến kiếp cắt đứt nửa móng vuốt thịt lập tức cắn tới tay kia của viên tùy u sư cắn một cái thời cơ bắt rất tốt viên tùy bị hai người vây khốn áo giáp trên tay bị hư hỏng máu đỏ tươi chảy ra viên tùy đau đớn kêu to lên dùng sức quan u sư ra nhưng u sư cắn hợp lực há có thể khinh thường cuối cùng tuy rằng thành công thoát khỏi u sư nhưng trong miệng sư tử bị quan ra có chứa một mảnh huyết nhục đỏ tươi của viên tùy bất chấp đau đớn viên tùy lập tức mượn minh hổ lắc đầu cắn xé bay lên đối với u sư lại tới mấy cước tạm thời thoát khỏi u sư chỉ còn lại minh hổ hô to một tiếng không để ý trên tay vừa bị cắn đi huyết nhục đau đớn ông lấy minh hổ đầu hổ Trọng tâm buông xuống hai chân mãnh liệt phát lực cố định minh hổ sau đó trong miệng niệm ra ma pháp chú ngữ hai đoàn hỏa cầu giáp công kích minh hổ minh hổ bởi vì bị đau buông lỏng viên tùy chuẩn bị chạy đi nhưng hiện tại làm sao có thể như nó mong muốn vừa rồi cắn vui vẻ như vậy hiện tại đột nhiên lại không cần thật coi viên tùy là dễ khi dễ a à. viên tùy vương ra một chân đại khố một bước hai tay mãnh liệt bắt lấy cái kia cái đuôi lớn sau đó chỉ thấy nương theo tiếng trống giận một cái khổng lồ bốn chân có đuôi sinh vật bay ra ngoài cách làm này làm sao có thể báo thù viên tùy đuổi theo lúc bay qua chiến kiếp viên tùy đưa tay bắt lấy trên người dùng sức nhảy lên người minh hổ dùng đầu thương sắc bén của chiến kiếp lạnh giọng nói với cổ minh hổ chơi rất vui vẻ a à, hiện tại tạm biệt mèo lớn chiến kiếp đâm vào thân thể minh hổ sau đó xuyên qua chảy ra máu tươi nóng hổi theo thân thương của chiến kiếp chảy trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, viên tùy và minh hổ song song rơi xuống đất, viên tùy ở trên minh hổ lấy nó làm đệm giảm sốc không có vấn đề gì, trái lại minh hổ phía dưới, tự nhiên là chết thấu. Rút ra chiến kiếp, nhìn U sư vọt tới giơ chiến kiếp lên ném qua. Chiến kiếp từ trong miệng U sư há to tiếng vào, từ cột sống cuối cùng bay ra, U sư cũng theo đó ngã trên mặt đất. Cầm lấy chiến kiếp, chỉ vào thương hồn nói, hiện tại đến lượt ngươi ngươi đã thua nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi đi hiện tại bộ giáp trên ngực và cánh tay viên tùy đã bị hủy hết hơn nữa có vết thương khác nhau chảy máu còn có hai chỗ da thịt đều bị cắn đứt có chút máu tanh thấm vào người đáng sợ không thử làm sao biết ta thua ngươi cũng quá tự tin viên tùy nhìn vết thương trên người vậy thì tới đi thương hồn nghe viên tùy nói xong liền từ không trung vọt về phía hắn hai người lần nữa giao thủ tốc độ nhanh không thấy rõ giao thủ bao nhiêu lần cũng không thấy rõ ai bị thương chỉ là hiện tại viên tùy bị thương hồn đánh từng bước ép sát liên tục lui về phía sau nhưng vẫn kiên trì sau khi ý thức được như vậy sẽ thua viên tùy cố ý bán sơ hở chậm nửa nhịp phòng thủ trì hoãn như vậy bị thương hồn chú ý tới hơn nữa đã ra tay một đau trực tiếp từ trên vai phải viên tùy đâm tới trái tim khi đâm tới trái tim thì bị viên tùy ngăn cản sau đó cố nén đau đớn, một cước đá bay Thương Hồn bắt đầu phản kích. Chiến kiếp trực tiếp đâm trúng bụng Thương Hồn, cũng thành công đâm thủng, Viên Tùy không ngừng ngược lại đuổi theo. Từng vết máu xẹt qua người Thương Hồn. Thương Hồn ném chủy thủ về phía Viên Tùy, làm cho hắn không thể lập tức liên kích lần nữa, tiếp theo lập tức mở lá chắn phòng ngự, phòng ngự Viên Tùy một thương kế tiếp. Thiên môn. Thương Hồn kết ấn thiết trận, phóng tới Viên Tùy. Thiên môn như tên Quảng đại vô cùng như thiên, đồng môn ngăn cản ngoại vật, trực tiếp đánh viên tùy tùng giữa không trung xuống. Lúc bị đánh trúng, viên tùy cũng không làm gì cả, hắn và Thương Hồn giống nhau khởi động bình phong phòng ngự, sau đó trong nháy mắt kết ấn thiết trận. Một chùm sáng sau khi thiên môn biến mất lập tức phát ra, đánh trúng Thương Hồn trên không trung. Hai người hiện tại đều xuất phát từ trạng thái nguy cấp, vừa rồi giao thủ thương tổn quá lớn, tổn thất quá nhiều hiện giờ bọn họ cũng không bằng một phần mười trạng thái đỉnh phong thập phần suy yếu thương hồn sau khi rơi xuống đất lau máu bắn lên mặt vết thương trên người thương hồn nhiều hơn viên tùy vết thương trên người viên còn sâu hơn cả thương hồn cả hai đều không chiếm được quá nhiều tiện nghi trong giao thủ vừa rồi thương hồn tay cầm chủy thủ viên tùy cầm chiến kiếp giằng co giằng co hai người đều không nhúc nhích máu từ trong vết thương của bọn họ chảy ra theo thân thể quần áo trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất hai người đang đứng. Hết giờ rồi. Thương hồn bắt đầu động thủ trước, sau đó viên tùy cũng theo đó đối ứng. Một công một trắng, tốc độ vẫn nhanh như nhau, bất quá độ mạnh yếu cùng binh khí va chạm phát ra tiếng vang xa không bằng trước kia, bất quá đây cũng là tất nhiên. Khi viên tùy thối lui đến một chỗ, thương hồn ngược lại lại lui. Viên tùy ngay từ đầu không hiểu, bất quá lập tức liền hiểu, nguyên lai thương hồn không biết lúc nào lại kết một trận. Sau khi thương hồn lui về, lại nổi trên không trung, chủy thủ của hắn xoay tròn xung quanh. Thương hồn phát ra một loại ánh sáng không giống với chung quanh, viên tùy na đối ứng cũng phát ra ánh sáng giống nhau. Theo chủy thủ xoay tròn, bốn phía bắt đầu xuất hiện trận pháp mặt ngoại, đối ứng với xoay tròn. Đây là vừa rồi thương hồn thừa dịp viên tùy vừa rồi chiến đấu với U Sư Minh Hổ bố trí, trận này tuy rằng quy lực lớn, nhưng cần thời gian vận chuyển. Hiện tại đúng lúc, trên không trung xuất hiện 12 trận vòng vây viên tùy. Dưới một tiếng ra lệnh của thương hồn, từng vòng trận cũng bắt đầu công kích, trên không trung cũng xuất hiện sấm sét đánh về phía viên tùy. Thiên thành Thấy thế không ổn viên tùy lập tức sử dụng hậu thủ mình đã chuẩn bị. Có thể thấy được thổ địa một tầng lại một tầng đem viên tùy nhanh chóng bao vây lại, ngăn cản thương hồn một trận pháp kia từng đợt lại từng đợt công kích. Thương hồn rất kinh ngạc, theo lý thuyết trận pháp cường đại như vậy cần đầy đủ thời gian chuẩn bị, tự như hắn bày ra đạo sát trận này, nếu không phải vừa rồi lại U Sư Minh Hổ ngăn cản viên tùy, hắn căn bản không thể bày ra trận pháp này. Mà làm trận pháp phòng ngự có thể ngăn cản được sát trận này, cần thời gian ít nhất sẽ không ít hơn so với hiện tại, nhưng trận pháp phòng ngự của viên tùy giống như là thuận miệng hô một tiếng liền kết thành, rốt cuộc là làm sao làm được. Suy tư một lát sau, không cho ra đáp án, điều này hoàn toàn không hợp lý lúc bọn họ chiến đấu viên tùy càng không có chuẩn bị làm trận pháp chớ nói chi là chờ đợi cần thời gian dài thành hình chờ một chút nói đến chuẩn bị thương hồn có chút nghĩ thông suốt sau khi cảm thụ một chút khí tức trận pháp kia hắn xác nhận ha ha thật sự là giáo hoạt a à, cư nhiên ngay từ đầu liền bố trí hậu thủ này Trận Pháp Viên tùy hiện tại sử dụng chính là lúc bọn họ chuẩn bị kết thúc thể lực chiến bắt đầu liều mạng chiến hiện tại Viên Tùy phất tay bố trí, lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là một động tác tiện tay của hắn, không nghĩ tới a à, không nghĩ tới, đó chính là lúc trận pháp kết ấn bắt đầu. Nhưng, vậy thì thế nào, thật coi hắn Thương Hồn sẽ không có hậu thủ sao, nếu trận pháp không thể giết chết ngươi, vậy ta liền tự mình làm. Đợi cho Thương Hồn trận pháp tiêu hao xong, viên tùy, thiên thành, phòng hộ trận pháp cũng không kém nhiều lắm, mà lúc này thương hồn lại xuất hiện. Một sóng chưa yên một sóng lại nổi lên, viên tùy ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Trong nháy mắt, điện quan hỏa thạch, viên tùy vẫn ngoan cường chống cự. Một đao tiếp theo một đao, va chạm hắc đấu súng kiếp, tách ra tất cả khô giáp còn lại, cắt trách quần áo bên người, làn da phân liệt chặt chẽ, đâm vào máu thịt mệt mỏi. Như vậy một chút tiếp một chút, cho dù viên tùy có ngăn cản như thế nào cũng luôn không chống đỡ được, trong trận pháp dần dần truyền ra tiếng gào thét của viên tùy. Hơn 10 phút sau, thương hồn một chủy thủ giải quyết dứt khoát cắm vào ngực trái viên tùy, viên tùy nằm trên mặt đất, hấp hối. Thương hồn đi tới viên tùy, cúi đầu nhìn hắn nói. Ngươi thua. Ha ha, đúng vậy. Viên tùy dùng thanh âm suy yếu nói, ho khan hai tiếng, đầy máu. Thật sự tràn đầy máu, không chỉ có viên tùy bị đánh thành huyết nhân như thế, ngay cả thương hồn cũng vậy, máu của mình cộng thêm viên tùy bắn ra thành công đem hắn cũng biến thành một huyết nhân. Hiện tại kết quả đã rõ ràng, căn bản không cần thương hồn làm gì nữa, nhiều nhất chỉ có hơn 10 hơi thở, viên tùy nên nhắm mắt đi, tìm thư uyển, cho nên thương hồn không thúc giục hắn, cũng không động thủ nữa. Sau khi thở hổn hển hai cái, viên tiện tay lấy ra một bình rượu từ trong vòng dung vật của mình đưa cho thương hồn nói, cho ngươi. Thương hồn nhận lấy rượu nhìn một hồi rồi nhẹ giọng nói cảm ơn. Trong giọng nói có chút thương cảm nói lời tạm biệt, vì viên tùy, hoặc là vì chính hắn. Thời gian không còn nhiều lắm, viên tùy nhắm mắt lại, mệt mỏi, là thật sự mệt mỏi, cứ như vậy đi. Hiện tại viên tùy lại không có chết đi, ngược lại có một cổ thần quan đem hắn bao vây, tại nghịch thiên giống như giúp hắn khôi phục thương thế. À, người. Xem ra chúng ta còn có thể đánh một lần nữa Thương hùng nhìn viên tùy hiện tại kinh ngạc chờ mong nói Sau đó chỉ chỉ rượu trên tay nói Bình rượu này ta sẽ giữ lại Chờ ngươi trở lại chúng ta cùng uống Ha ha, ngươi lấy đâu ra tự tin ta sẽ sống lại Lại nói cho dù ta sống lại ngươi lại là ở đâu ra tự tin ta sẽ lại đến Viên tùy nói tuy như thế Nhưng từ trong giọng nói có thể biết hắn quả thật khá hơn không ít Loại chuyện này ta không cần tự tin bởi vì ta biết mà. Thương hồn trả lời. Ha ha. Viên tùy thất thanh nở nụ cười, một lát sau hướng phía dưới mình nháy mắt nói. Xem ta đáp lại. Thương hồn theo ánh mắt viên tùy từ mặt nhìn xuống hắn, chỉ thấy toàn thân viên tùy bất động chỉ có tay phải động đậy. Tay phải chậm rãi dơ lên, cùng mặt đất hình thành xu thế thẳng đứng, ngoại trừ ngón giữa bốn ngón khác đều uốn lượn, còn lại ngón giữa thon dài máu tanh độc lập ở trên không trung lạnh đối với thương hồn liền phong tao như vậy thương hồn sau khi nhìn thấy đáp lại nở nụ cười nụ cười này của hắn cũng khiến cho viên tùy cười hai người thống khoái nở nụ cười cuối cùng là viên tùy đột nhiên bị truyền tống đi mới chấm dứt cục diện hai người đối cười này ngươi sẽ tới thương hồn bình tĩnh nói sau đó nhìn về phía bình rượu trong tay ta chờ ngươi viên theo quay về bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, giờ phút này đã là đêm tối, chính phủ liên bang thủ đô nhưng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, dựa theo sinh lý thói quen tình huống mà nói, hiện tại hẳn là lên giường nghỉ ngơi đến dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị ngày hôm sau sự tình, cũng xác thực có rất nhiều người đều rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Nhưng đối với bộ tộc cú đêm mà nói, hiện tại mới là bắt đầu cuộc sống về đêm, làm sao có cái gì kết thúc? So với cuộc sống về đêm ồn ào náo nhiệt trong thành phố, ban đêm khu biệt thự trong thành phố yên tĩnh hơn nhiều. Hắc, An Tử, hôm nay tới chậm A, một người trong một chiếc xe đối với một người vừa tới nói như thế. Người tới có chút phiền não oán giận, Người cũng không phải không biết, ta bị quản nghiêm bao nhiêu, có thể đi ra đều là may mắn. Dứt lời người nọ mở ra một bên cửa xe ngồi vào, sau khi ngồi xuống còn tức giận ông tay. Ai nha được rồi, đến đây là được rồi, đi một chút đi, bằng không cha mẹ cậu biết không chừng còn phải gọi cậu trở về lập tức có người ông bả vai người nọ sau đó thúc giục người lái xe lập tức lái xe được rồi được rồi chúng ta đi thôi tiếng thét dài một tiếng xe chạy như bay đi cuộc sống về đêm của bọn họ sắp bắt đầu rồi sau khi bọn họ lái xe đi làng xe chiếu thấy hai người song song bên đường là một nam một nữ vương ưu a ngươi nói ca ca ta đi đâu đều một năm không liên lạc được thiếu nữ dáng người tinh tế cao gầy có thiếu nữ nên có đường công tốt đẹp có thể hấp dẫn không biết bao nhiêu người tâm thần giờ phút này tay cầm túi mua sắm chính đi từng bước đá từng bước đi tới ta cũng không biết tùy ca tâm tư ta có đôi khi đều đoán không ra bên cạnh thiếu niên trả lời thiếu nữ vấn đề vì phối hợp thiếu nữ chơi đùa vui đùa đi đường hắn đi rất chậm mỗi một bước còn không tính lớn ai ngươi nói nếu hắn đi cho ta làm cái tẩu tử còn chưa tính ta đây cũng sẽ không nói cái gì nếu làm chuyện xấu gì bị bắt đi vào có thể làm sao bây giờ? Vương ưu thu hồi thủ đau mới từ từ mở miệng, ngươi đây là lời một người làm mùi mùi nên nói sao? Những lời này cũng có thể làm một cách giải thích khác. Ngươi nói lời này ngươi cũng là người. Ta đây không phải hợp lý suy đoán sao, hắc hắc, thiếu nữ xoa xoa đỉnh đầu bị bổ địa phương, cười ngây ngô nói ý đồ lừa dối qua cửa. Ngươi suy đoán này cũng không hợp lý, tùy ca là người như thế nào ta đều biết, sẽ không làm cái gì vi phạm kỷ luật phạm pháp vương ưu nói xong cũng đồng thủ xoa xoa thiếu nữ đỉnh đầu bị chính tay mình đau bổ địa phương tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn là ý tứ được rồi chúng ta cứ chờ dù sao tùy ca tuyệt đối sẽ không bỏ mặt ngươi cảm thấy tóc bị vò loạn thiếu nữ đưa tay mở tay vương ưu ra ta cũng không phải lo lắng chuyện này ta chỉ là có chút lo lắng cho hắn nói có chút không rõ nguyên do nhưng vương ưu bên cạnh nàng chính là hiểu a à những lời này ý tứ chính là nàng không lo lắng ca ca nàng sẽ bỏ nàng mặc kệ chuyện này mà là lo lắng hắn một năm này không xuất hiện có thể có vấn đề an toàn gì hay không vương ưu biết đồng thời cũng lý giải hơn nữa hiểu có thể nói thì nói như vậy muốn thì nghĩ như vậy thực tế làm ra liền ngươi một năm này bởi vì không ai quản ngươi không phải chơi rất vui vẻ sao thiếu nữ xấu hổ cuối cùng thẹn quá hóa giận chỉ có thể nói ngược lại một câu ngươi tìm đánh sau đó chính là Vương Ưu cười né tránh, thiếu nữ tiếp tục đuổi theo tình tiết tình yêu kinh điển. Chơi đùa xong, thiếu nữ thu thập tốt tâm tình mở miệng, "Ai, Vương Ưu ngươi hôm nay thật muốn trở về." Hai nhà là thế giao, hai người cũng là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ, trong nhà hai bên đều có phòng của đối phương, mấy ngày trước Thiên Vương Ưu chính là ngủ ở trong nhà thiếu nữ, hôm nay Vương Ưu lại phải trở về. Nương theo đèn đường cùng ánh trăng, Vương Ưu nhìn khuôn mặt thiếu nữ, ánh mắt nhu tình có thể véo ra nước thở dài một hơi bất đắc dĩ đưa tay hướng khuôn mặt thiếu nữ thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ khuôn mặt ông nhu nói cho nàng biết đây là chuyện không có cách nào hơn nữa biểu thị hắn nhất định sẽ lập tức trở về để cho nàng ở nhà ngoan ngoãn chờ tốt chính mình sau đó thiếu nữ sẽ gật đầu đồng ý sau đó thiếu niên về nhà sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân không trở về được thiếu nữ giống như vọng phu thạch ở nhà chờ nhưng thủy chung cũng chờ không được sau đó từng cái trùng hợp trong hiện thực chính là vương ưu vương ra cánh tay kia mở ra nắm lấy thiếu nữ khuôn mặt, sau đó nói, cho rằng ta không biết ngươi nghĩ cái gì, không phải là muốn cho ta giúp ngươi mang theo túi sao. Ai hắc hắc? Dự định bị nhìn thấu thiếu nữ cũng không xấu hổ, dù sao loại chuyện này xảy ra nhiều. Thiếu nữ hội chính mình mang theo mua sắm túi cũng là bởi vì vương ưu muốn về nhà mình, bằng không vậy còn cần chính nàng cầm A, phàm là bọn hắn đích đến giống nhau nàng có thể cầm một kiện đồ vật đều coi như nàng thua. Đi rồi, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho ta. Đến nơi nên chia tay, kế tiếp hai người không cùng đường, Vương Ưu nói xong nhận được đáp lại cũng không có lập tức đi ngay, mà là nhìn thiếu nữ biến mất ở giao lộ kế tiếp mới cất bước đi về phía đường của mình. Bởi vì không có người đồng hành làm bạn, thiếu nữ đi đường cũng nhanh lên, dọc theo đường đi hơn 10 phút mới đến nhà mình. Sau khi mở cửa viện trưởng, lấy máy truyền tin ra bắt đầu đưa tin cho Vương Ưu. Em về rồi đây vương ưu. Hiểu. Là một biểu tượng dễ thương, cậu đến chưa? Vương ưu. Còn phải chừng 10 phút. Cô gái. Ồ, vậy sau khi anh trở về. Tới cửa mở ra cửa đèn, thiếu nữ nhất thời hoảng sợ, dọa mấy truyền tin đều rớt. Thiếu nữ nhìn thấy một người tê liệt ngồi ở cửa nhà mình, rải rác áo choàng tóc dài che lại khuôn mặt rủ xuống để thiếu nữ nhìn không ra thân phận của hắn, áo đen trên người rách rưới không chịu nổi, Xuyên thấu qua quần áo lộ ra làn da là máu thịt đỏ tươi, thiệt thòi quần áo kia là áo đen, cho dù hút máu cũng nhìn không ra, bằng không thì càng dọa người. Người nọ vốn là mê mang, bị tiếng gọi này đánh thức, chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng thanh âm suy yếu lại có thể nghe ra ý cười nói, "Tiểu duyên a, à, chìa khóa của anh không thấy, chỉ có thể ở đây chờ em." Thiếu nữ vốn là sợ hãi, nhưng nghe thấy người nọ thanh âm lại kết hợp nâng lên mặt sau nhận ra đối phương lập tức tiếng lên đem nâng lên về phần túi mua sắm, từ lúc nhận ra thân phận kinh ngạc sau liền rơi trên mặt đất. Người nọ là Viên Tùy, danh hiệu Nguyên Viên Tùy. Mà thiếu nữ chính là mùi mùi ruột của Viên Tùy, Viên Duyên. Viên Duyên đỡ Viên Tùy mở cửa đặt hắn ở trên sofa, Viên Duyên biết một mình mình không dễ đối phó, chuẩn bị lây người cũng gọi xe cứu thương, sau khi mò mẫm trên dưới không tìm được máy truyền tin, sau đó mới nhớ tới trở lại cửa nhặt máy truyền tin rơi trên mặt đất lên trên máy truyền tin cùng Vương Ưu nói chuyện phím giao diện có vài cái tin tức chưa trả lời, viên duyên cũng phát nét mực trực tiếp một cú điện thoại gọi tới, dây tiếp sau tại đối phương kia ôn hòa tiếng, alo, còn chưa nói ra thời điểm dành nói trước, tới nhà của ta, ca ta đã trở lại, hắn đã xảy ra chuyện. Lập tức, đối diện cúp máy, sau đó chạy về nhà, nhìn anh trai sắp chết, nước mắt gấp gáp đảo quanh trong mắt, tuy rằng gấp nhưng lý trí viên duyên vẫn chưa hoàn toàn mất đi trên tay không nhàn rỗi chuẩn bị gọi cấp cứu. Vừa mới bấm số đã bị người ta cúp máy. Viên Duyên nhìn xuống, đó là tay của lão ca nhà mình, ngón tay đỏ thẫm đang đặt ở vị trí treo. "Đừng đi bệnh viện công cộng, đến lúc đó để Vương Ưu giải quyết." Đón ánh mắt nghi hoặc của em gái mình, Viên tùy giải thích, giải thích xong liền ngất đi. Vừa định hỏi vì sao Viên Duyên thấy vậy làm sao còn có tâm tư hỏi, vội vàng tiến lên đỡ ca ca nhà mình sau đó cố hết sức một người đặt ở trên sofa. Viên tùy tỉnh lại là một tuần sau, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc, cụ thể là quên ở đâu, nhưng hắn nhất định đã tới đây. Ờ, à, cuối cùng cũng tỉnh, bên cạnh truyền đến một thanh âm, cũng rất quen thuộc, trong tay hắn vốn cầm một quyển sách đang xem, hiện tại buông xuống. Quay đầu nhìn lại, đúng là một người quen thuộc, người nọ tên là Vương Ưu, là một người so với mình ba tuổi, cùng tuổi với Viên Duyên, hai người là thế gia hắn từ nhỏ cũng giống như viên duyên đi theo mình lăn lộn đây là viên tùy dùng giọng nói vừa nghe đã rất suy yếu hỏi nơi này có truyền nước trong không khí cũng tràn ngập mùi nước khử trùng tùy ca ngươi cũng thật giỏi đi ra ngoài một năm trở về ngay cả nhà mình cũng không nhận ra viên tùy nói xong quay đầu nhìn bốn phía sau khi nhìn thấy những đồ dùng quen thuộc kia mới xác nhận đây thật sự là nhà mình hay là phòng của mình không phải anh nói không đi bệnh viện sao? anh có biết điều này làm cho tôi tăng thêm bao nhiêu khó khăn không? không đi bệnh viện, viên tùy nghi hoặc, người nói a à, vương ưu khẳng định nói, viên tùy hiểu, tôi nói là không đi bệnh viện công cộng, những bệnh viện tư nhân có tính bí mật tốt thì có thể, xem ra là tiểu duyên không truyền đạt tốt. a à, nếu mọi người đã cứu trở về, vậy vương ưu cũng không muốn đi nói cái gì, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một mình viên duyên phàm là đổi lại những người khác ngươi tới thử xem, đầu đều có thể đánh bay cho ngươi. Sau khi xác nhận viên tùy bắt đầu hỏi thăm tình huống. Tôi hôn mê mấy ngày? Một tuần rồi. Tình huống của tôi thế nào? Mặc dù mơ hồ có cảm giác, nhưng vẫn phải hỏi mới có thể xác nhận. Vết thương ngoài da đã khâu lại rồi, dùng mỹ dung châm sẽ không để lại sẹo. Bác sĩ mời tới nói có mấy chỗ xương gãy, cần tĩnh dưỡng hai tháng, còn lại đại thể không có việc gì, về phần những chỗ cụ thể khác phải dẫn em đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện mới biết được. Được. Tuy nói vẫn rất nghiêm trọng, nhưng có thể từ cục diện vốn phải chết chuyển biến thành như bây giờ, Viên Tùy đã rất thỏa mãn, có thể thấy được đạo thần quan kia thật sự có năng lực nghịch thiên. Còn gì muốn hỏi nữa không? Không thấy Viên Duyên Viên Tùy ít nhiều vẫn có chút lo lắng, tuy rằng hai huynh muội thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, nhưng tình cảm huynh muội vô cùng sâu đậm hắn không tin viên duyên sau khi nhìn thấy bộ dáng này của mình sẽ không chăm sóc mình. Tối hôm qua cô ấy trong cả đêm, buổi sáng tôi bảo cô ấy ăn sáng xong liền đi ngủ. Tìm thư uyển v đúc v đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Còn đây là câu trả lời. Viên tùy gật đầu, từ. Còn có cái gì muốn hỏi? Vương ưu tiếp tục hỏi, làm tốt trả lời hết thảy vấn đề. Không có. Viên tùy lắc đầu từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, viên tùy chưa từng nói một câu cảm ơn, quan hệ của bọn họ quá tốt, nói cảm ơn ngược lại có vẻ khách khí. Viên tùy nghĩ tới một điểm, đúng rồi, có một việc tôi hỏi một chút. Cái gì? Ngươi cùng tiểu duyên đến bước nào rồi? Viên tùy nhìn về phía vương ưu bên giường. Vương ưu ngậm miệng không trả lời. Viên tùy biết đáp án, một năm rồi, tiến bộ gì cũng không có, cậu nói cậu nghe xem. Ông cứ khỏe đi, bệnh của mình còn chưa khỏi đã lo lắng việc này rồi. Được được được. Viên Tùy nở nụ cười. Sau đó Viên Tùy tiếp tục nằm, Vương Ưu ngồi ở bên cạnh tiếp tục đọc sách. Sau khi Vương Ưu lật trang một lần nữa, Viên Tùy mở miệng, "Đúng rồi Vương Ưu. Hả? Ta đã trở lại." Vương Ưu trầm mặt một hồi mới nói, "Hoan nghênh trở về Tùy ca." Từ Viên Tùy lại cười, cười thật hạnh phúc. Sau đó không biết Viên Tùy lại ngủ từ lúc nào, lúc tỉnh lại sắc trời đã là hoàng hôn, bên giường mình đứng hai người, một là Vương Ưu, một là Viên Duyên. Nhìn trái nhìn phải, không nói gì. Đến lúc đó trong mắt Viên Duyên tràn đầy nước mắt, run rẩy kêu một tiếng. "Ca." Từ Viên Tùy gật đầu, "Tiểu Duyên, ta đã trở lại." Viên Duyên không biết đáp lại cái gì, nhìn về phía Vương Ưu, hắn cũng gật đầu, sau đó Viên Duyên biết nên trả lời như thế nào hoan nghênh trở về ca. Ừ, viên tùy vẫn cười như cũ, cười vẫn hạnh phúc như vậy. Một năm sau, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, từ khi viên tùy trở về đến bây giờ thật dài ngắn ngủi đã một năm, trong thời gian một năm này quả thực phiền toái vương ưu cùng viên duyên. Vừa mới bắt đầu một tháng viên tùy hoàn toàn không thể xuống giường, có thể sống sót toàn bộ là dựa vào hai người khác hầu hạ suốt ngày. Cơm là viên duyên làm xong cùng vương ưu hai người một người một bữa đút cho hắn, đi về đúc xê là vương ưu đỡ tiến hành, giải buồn cũng là dựa vào hai người bọn họ đọc cho hắn một ít sách cùng nói chuyện phím để giải quyết. Tháng thứ hai viên tùy có thể xuống giường tiến hành một ít hoạt động đơn giản, tỉ như tự mình ăn cơm đi về đúc xê, cứ như vậy công việc của viên duyên giảm bớt không ít, nhưng vương ưu không giảm bớt bao nhiêu. Tuy rằng không cần giống như lúc trước mọi chuyện đều thân thiết nhưng hắn phải ở bên cạnh chờ chuẩn bị cứu tràng A à, tự như lúc viên tùy xuống cầu thang có đôi khi chân trượt nếu không là vương ưu phản ứng nhanh lúc ấy viên tùy lại lên giường nằm hai tháng sau viên tùy liền khôi phục khá hơn một chút những chuyện này mình cũng có thể độc lập hoàn thành nhìn hắn có thể thuận lợi rời giường xuống giường ăn cơm đi về đúc Xê, viên duyên mới chân chính thở phào cũng là lúc này vương ưu mới có thể xem như chân chính thoải mái một chút nhưng vì phòng ngừa vạn nhất hắn vẫn ở lại viên gia đến tháng thứ năm viên tùy xem như chân chính tốt kém không nhiều lắm các loại năng lực vận động cũng đều khôi phục hiện tại hắn không chỉ có thể độc lập hoàn thành cuộc sống cơ bản còn có thể tiến hành một ít vận động để khôi phục thân thể của mình vương ưu chính là lúc này trở lại nhà mình sau đó ngày thứ hai sau khi vương ưu trở về nhà mình cùng đến còn có vương phụ vương mẫu hai lão nhân từ chỗ vương ưu nghe nói viên tùy bị thương trở về lập tức mang theo vương ưu đến thăm ai nha tiểu tùy à Bây giờ con có khỏe không cha Vương rất lo lắng hỏi, mặc dù hiện tại viên tùy thoạt nhìn đã không còn nhiều lắm phải khỏi hẳn, nhưng ông vẫn rất lo lắng, hai nhà Vương Viên là thế giao, bậc cha chú giao tình rất sâu, phụ huynh hai bên đều coi con của đối phương như con ruột của mình. Yên tâm đi Vương thúc, chỉ là một chút vết thương nhỏ, đã sớm không có việc gì. Viên tùy rất tôn trọng nói, đối với nam tử trung niên trước mặt hắn coi hắn là cha mình. Vương mẫu tiến lên hai tay nâng mặt Viên tùy nhìn trong hai mắt thậm chí có lệ quang sau đó ông lấy viên tùy nói đi ra ngoài hơn một năm đều trần truồng bên ngoài không dễ chịu thì về sớm một chút sao con cũng không biết chúng ta lo lắng cho con bao nhiêu đâu viên tùy rất cảm động cũng ông lại vương mẫu dì dung dì không cần lo lắng không phải con đã trở về rồi sao ân ừ, trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi lần này trở về còn muốn đi ra ngoài sao dung thì tiếp tục hỏi cũng chính là mẫu thân của vương ưu vì dung thuận miệng nói viên tùy lắc đầu trả lời không ra ngoài chuẩn bị ở nhà ân ừ, ở nhà tốt a à, ở nhà có chuyện gì ta cùng vương thúc ngươi cũng có thể giúp đỡ dung thì buông viên tùy ra hai tay lại nâng lên mặt viên tùy có chuyện gì đừng một mình gánh vác dung di ta cùng vương thúc ngươi tuy rằng tuổi có chút lớn nhưng tốt xấu tiến vào xã hội nhiều năm như vậy giúp các ngươi giải quyết một ít chuyện vẫn không thành vấn đề Vương phụ vương mẫu hiện tại kinh doanh một nhà công ty, hàng năm doanh thu rất là khách quan, giao hữu cũng thật là rộng rãi, ngày thường việc nhỏ cơ bản không có bọn họ giải quyết không được. Nghe nói như thế, Viên tùy tự nhiên là rất cảm động, trong miệng tự nhiên thốt ra chính là, "Chú Vương coi như xong, dì Dung, dì còn lớn tuổi sao? Bây giờ dì cùng tôi đi ra ngoài, ai không coi dì là chị của tôi chứ?" Vương mẫu từ nhỏ sinh hoạt đã không kém Cùng Vương phụ sau khi kết hôn cũng đem công ty kinh doanh rất tốt, sinh hoạt tiêu chuẩn so với trước kia chỉ trên không dưới, có kinh tế cơ sở dưới tình huống dưỡng gia phương diện tự nhiên không kém, hơn nữa nàng trời sinh làn da tốt, hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái hơn 20 tuổi nhi tử hơn 40 gần 50 phụ nữ. Thích nói dối, thấy các ngươi đều lớn như vậy, dùng gì ta không nhận lão cũng không được a, à. trước khi Viên tùy sinh ra Dung thị cũng đã cùng Vương phụ kết làm vợ chồng cho nên viên tùy ở trong mắt nàng từ lúc sinh ra từng bước lớn lên đến bây giờ nhưng cho dù sự thật như thế nghe thấy lời này của viên tùy nàng vẫn rất vui vẻ ai nha ca ca ta nào có nói dối a à, đều tại dung di ngươi trời sinh lợi chất ngươi hiện tại cùng ta ra ngoài nhất định sẽ bị ngộ nhận là tỉ mùi viên duyên cười ông lấy một tay dung thị làm cho nàng không thể không đem lực chú ý từ viên tùy thân chuyển dời đến trên người mình Dung thị nhìn thấy viên duyên ôm cánh tay mình cười càng vui vẻ, điểm tráng của nàng một cái, dùng thanh âm tràn đầy ý cười nói, tiểu duyên, ngươi từ nhỏ đã biết làm cho dung di vui vẻ như thế nào. Hắc hắc. Viên duyên cười giảo hoạt, không phủ nhận cũng không khẳng định. Trong thời gian một ngày này năm người hàng huyên không ít, nói chuyện quá khứ, tâm sự hiện tại, ngẫm lại tương lai, thời gian một ngày cũng không tính là rất dài chỉ là trong thời gian một ngày này vương phụ vương mẫu cũng không hỏi viên tùy đã biến mất hơn một năm đi đâu nói là hơn một năm là bởi vì trong tin tức vương ưu báo cho bọn họ biết viên tùy vừa trở về mà không phải đã dưỡng thương năm tháng viên tùy không muốn nhắc tới khoảng thời gian hắn biến mất này vương phụ vương mẫu cũng chưa bao giờ đụng vào đề tài liên quan này chỉ nói cho hắn biết có chuyện gì cũng có thể tìm bọn họ bọn họ sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp sau đó ba người vương gia ở lại viên gia ăn cơm tối Cầm tối là vương mẫu và viên duyên cùng nhau hoàn thành, nói là cùng nhau kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là vương mẫu độc lập hoàn thành, viên duyên chỉ phụ trách rửa rau là tốt rồi. Năm người hưởng dụng một bữa ăn không tính là ngon nhất nhưng rất ấm áp, sau đó một nhà vương ưu mới rời đi. Thời gian sau đó trong nhà viên gia sẽ không phát sinh đại sự gì ghê gớm, thời gian một năm cũng cứ như vậy trôi qua. Mà điều này không có nghĩa là bên ngoài không xảy ra đại sự gì trái ngược với sự ấm áp bình thản của viên gia, chuyện bùng nổ trong một năm này quả thực không thể tính là ít, đứng mũi chịu sào chính là tin tức nóng hổi dẫn nổ toàn mạng. Nguyên ngã xuống Từ sau khi đại chiến giữa, Nguyên và Thương Hồn kết thúc đến nay đã được một năm, Nguyên sau trạm đó tượng trưng cho avatar của hắn u ám xuống, hắn cũng không xuất hiện trong tầm mắt đại chúng tuyên bố thành công của mình như trước đây khi xong tháp thành công, mà là âm thầm u ám thời gian một năm trong một năm này nguyên không chỉ không xuất hiện trong tầm mắt đại chúng cũng không có lần nữa trùng kích qua ngàn tầng tháp bởi vậy trên phố lưu truyền ra không ít thuyết pháp về nguyên vẫn lạc cách nói này một khi truyền ra liền nhận được sự chú ý rộng rãi dù sao nhân vật chính của đề tài là người mạnh nhất hiện nay dù sao nguyên do của đề tài có lý có căn cứ nhưng cho dù có lý do có thể đẩy ra điểm này dù sao còn chưa có được chứng cứ chứng thực cho nên vẫn có không ít âm thanh bất đồng có người nói, Nguyên hiện tại chỉ là tu luyện ở một địa phương không muốn người khác biết, để nâng cao thực lực bản thân, như vậy là vì lần sau có thể trùng kích thiên tầng chi tháp tốt hơn, đây là cái nhìn của ẩn hành phái, không muốn tin hắn đã biến mất lâu dài. Cũng có người nói, Nguyên không chết, nhưng hắn tuy rằng không chết cũng chỉ là may mắn từ ngàn tầng tháp trốn ra, hiện tại không chỉ có thân bị trọng thương không thể tiếp tục xông tháp, hơn nữa không có dũng khí xông tháp lần nữa, đây là quan điểm của phái chạy trốn còn có thái quá một ít nói nguyên nguyên bản chính là trong tháp sinh vật chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân đi tới liên bang đại lục bên trong hơn nữa kèm theo kinh điển mất trí nhớ sau đó trải qua một loạt trùng hợp trở thành hiện tại nguyên nhưng tại lần này sông tháp bên trong kích phát chính mình đoạn kia bị lãng quên trí nhớ hồi tưởng lại sau buông tha cho nguyên thân phận trở lại chính mình nguyên bản thế giới càng thái quá chính là nói nguyên tại lần này sông tháp bên trong trực tiếp thành thần cho nên mới biến mất dù sao thuyết pháp đều có các loại lý do cũng có không biết từ đâu tìm tới đủ loại duy nhất tương đối tin tức chính thức là triệu lỗi hiện nay cùng nguyên cùng là thành viên tiểu đội ngũ thần được chính phủ liên bang bình bầu cũng là cách đạo gia mạnh nhất hiện nay một phen phát biểu hắn nói hắn không tin nguyên sẽ cứ như vậy tử vong hoặc là buông tha biến mất bản thân hắn sẽ đạt tới cấp độ nguyên đi tìm kiếm nguyên nhân nguyên biến mất sau đó triệu lỗi tại không có còn lại tiểu đội thành viên một mình một người dưới tình huống trùng kích ngàn tầng chi tháp, lấy thắng đã từng nguyên tại tầng này khí thế càng không thể vãn hồi vọt tới 905 tầng. Đương thời tại nguyên sau lại có một người phá tan 900 tầng đại quan, điều này làm cho liên bang mọi người cảm xúc tăng vọt. Muốn đi sông tháp tâm tình một là cấp trên, bằng vào cổ nhiệt huyết kia, đến là thật sự có không ít người sông tháp thành công. Sau triệu lỗi, triệu hoán sư cơ nhai cũng là triệu hoán sư mạnh nhất lúc bấy giờ. Cùng tiểu đội của hắn cũng thành công công phá 900 tầng đại quan, đạt tới trình độ 902 tầng, đứng hàng thứ ba hiện nay đạt tới độ cao. Nếu như nói thành công của triệu lỗi chỉ là đốt lên ngọn lửa trong lòng mọi người, vậy thành công của cơ nhai chính là phóng túng ngọn lửa này, mặc cho nó tùy ý lớn mạnh khuếch trương. Cũng bởi vì hai người bọn họ thành công, khiến cho mọi người trong lúc nhất thời đối với nguyên chú ý không có cao như vậy, ngược lại biến thành xung tháp nhiệt tình tin tưởng. Cũng giống như triệu lỗi, cơ nhai cũng từng công khai bày tỏ không tin Nguyên sẽ chết như vậy, cũng nói một ngày nào đó hắn sẽ trở về. Đối với tin tức của Nguồn, hai người bọn họ cùng là thành viên của Ngũ Thần đương nhiên là chuẩn xác nhất hiện nay. Nhưng chính phủ chính thức. Bên thành lập tòa tháp ngàn tầng. Chính phủ liên bang lại thủy chung không có bất kỳ phát biểu nào, nhưng đây cũng là bình thường. Tất cả mọi người đều biết, ở xác nhận tiến vào ngàn tầng tháp trước đó, người tiến vào đều sẽ được thông báo cũng ký tên một phần văn kiện, văn kiện bên trong chủ yếu nhất chính là liên quan đến tự thân an toàn hạng mục này. Chính phủ liên bang mặc dù sẽ ở trước 100 tầng tận lực bảo đảm tất cả mọi người an toàn, nhưng sau 100 tầng sẽ không lại có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, đây không phải là liên bang không muốn, mà là làm không được, trăm tầng sau gì thế giới so với trước có kém không nhiều chất khác nhau liên bang bản thân căn bản không làm được bất kỳ bảo đảm nào, nếu như không muốn bảo mà nói cái kia trả giá nhất định sẽ lớn hơn sẽ thu hoạch được, vậy sẽ mất đi càng nhiều, vì càng nhiều người lo. Lắng trăm tầng sau liền không có bất luận cái gì bảo hộ. Bản thân chính phủ liên bang ngàn tầng tháp sau trăm tầng căn bản không làm được bảo đảm, cho nên chỉ có thể do người tham dự tự mình đối mặt, cho nên sinh tử có liên quan cũng chỉ có thể do chính bọn họ quyết định, một khi sau khi ký kết chính là sinh tử nghe trời sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nữa mà trăm tầng trước mặc dù có liên bang bảo đảm nhưng cũng không phải nhất định liền tránh khỏi tất cả ngoài ý muốn bởi vì có vài người thật sự vận khí kém hoặc là rất ngạo khí không cẩn thận ở một tầng trước trăm tầng liền nất cục đối với việc này liên bang biểu thị mặc niệm đồng thời cũng sẽ không có bất kỳ biểu thị nào khác người thân của người tử vong trăm tầng trước nếu bởi vậy mà gây sự ở liên bang hoặc là tìm người bảo vệ tầng kia phiền toái vậy ngại quá vòng tay bạc thêm cơm hoàng gia tìm hiểu một chút vô luận là trăm tầng trước hay là trăm tầng sau tất cả mọi người đều là như vậy chỉ cần tiến vào trong tháp sinh tử của hắn liền cùng liên bang không quan hệ liên bang sẽ không lại đi quản hắn coi như đương kim đệ nhất nhân nguyên cũng là như thế vì vậy với tư cách là chính phủ liên bang thực sự chính thức chưa bao giờ đưa ra bất cứ nhận xét hay quan điểm nào về nguồn đối với việc này viên tùy tỏ vẻ đồng ý cho nên mỗi khi nghe thấy những tin tức này hắn đều sẽ tai trái vào tai phải ra ngửi cái rắm, tự như hiện tại trên tivi một kênh tư nhân tổ chức đang đưa tin về Nguyên, Viên Tùy trực tiếp đổi kênh nhảy đi, một câu cũng không muốn nghe nhiều. Trong một gian biệt thự trong thành phố, Viên Tùy đang xem chương trình trên tivi, trải qua một năm tu dưỡng hiện tại đã không còn đáng ngại, có thể ăn có thể ngủ, có thể nhảy, có thể nhảy thật đúng là quá tự tại tìm thư uyển www chấm com viên tùy hiện tại giữ lại một bím tóc dài như vậy, trong hoạt động thường ngày hắn sẽ buộc lại. Nhưng hiện tại bởi vì mới vừa rời giường không lâu cho nên không quản tùy ý xỏa tung. Tâm tình của hắn rất tốt, từ một năm trước sau khi từ thiên tận chi tháp trở về tâm tình của hắn đều rất tốt, khóe miệng hơi dương lên dưới ánh nắng sớm phụ trợ lộ ra nụ cười động lòng người như vậy, hắn cũng lộ ra nhiều ánh mặt trời hơn cùng một năm trước ở trong thiên tầng chi tháp phản phất hai người bất đồng. Dùng giọng hát không tính là dễ nghe ngâm nga một ca khúc vui vẻ, viên tùy đi vào phòng bếp. Ở hắn tu dưỡng nửa năm sau hắn liền bắt đầu nấu cơm. Bắt đầu chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Hôm nay vương ưu không có ở đây, hoặc là nói năm tháng sau vương ưu sẽ tới tương đối ít, trong nhà viên chỉ có hai huynh mùi viên tùy viên duyên, vậy thì tùy tiện ăn chút đơn giản. Nghĩ ăn cái gì xong viên tùy bắt đầu động thủ lúc viên tùy chuẩn bị tiết mục trên tivi thông báo xong kế tiếp là sự tích triệu lỗi cùng cơ nhai đưa tin cùng cái nhìn của hai người bọn họ đối với nguyên bởi vì muốn chuẩn bị bữa sáng viên tùy cũng không đi đổi kênh nghe xong những lời đó cười cười tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe thấy nhưng vẫn cảm thấy rất buồn cười thật sự cho rằng cái tháp ngàn tầng kia đối với ta rất có lực hấp dẫn ta hiện tại sống như vậy không thơm còn trở về liều chết liều mạng làm gì thiệt thòi hai người các ngươi cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, cư nhiên sẽ nghĩ ta như vậy. Ta nói như vậy đi, ta trở về ta chính là cậu. Sau khi làm xong bữa sáng, viên tùy ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiểu Duyên dậy rồi, bữa sáng xong rồi. Mấy phút sau viên Duyên mang theo đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ kéo bước tản mạn xuất hiện ở đầu cầu thang lầu 2. Nhìn bữa sáng vừa mới làm xong trước mắt, lại nhìn mùi mùi đang xuống lầu, viên tùy lại cười đây mới là cuộc sống hắn muốn, về phần ngàn tầng tháp, về phần nguyên thân phận, đều gặp quỷ đi. Xuất hành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, sau khi rửa mặt xong viên duyên ngồi ở trên bàn cơm, cùng viên tùy ăn điểm tâm. Hiện tại trong phân phối của viên gia, bữa sáng là lớn tuổi nhất làm, bữa trưa là nam tử viên gia làm, bữa tối mới có thể đến phiên viên tùy, chỉ có thỉnh thoảng ăn khuya mới có thể đến phiên viên duyên, nhưng từ chế độ này chế tác ra viên gia sẽ không có cách nói ăn khuya này, đổi thành hai cách nói bữa tối muộn một chút cùng bữa sáng sớm một chút. Về phần tại sao lại biến thành cái dạng này, nguyên nhân vẫn là rất có mấy điểm. Một điểm ban đầu tự nhiên sẽ là tài nấu nướng của viên tùy bị biết được, khi đó chuyện viên tùy tu dưỡng năm tháng sau, khi đó viên tùy năng một mình sinh hoạt vương ưu đã rời đi, một ngày viên duyên bởi vì tối hôm trước dọn dẹp nhà cửa chơi đùa một chút, sau khi thức dậy liền nhìn thấy bữa sáng đã làm xong trên bàn cơm, mặc dù có chút đơn giản, nhưng từ lần này về sau chuyện Viên Tùy sẽ nấu cơm này liền bị biết được, nhất cử ông đồng đại kế cơm canh của Viên gia. Sau một chút là bởi vì Viên Duyên lúc trước vất vả, năm tháng trước là thật sự khổ Viên Duyên, Vương Ưu từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi rất ít bị yêu cầu tiến vào phòng bếp tự mình giải quyết vấn đề sinh hoạt, cho nên Vương Ưu chỉ biết một ít cơ bản nhất, nhưng khi đó Viên Tùy đang tu dưỡng là rất cần bổ sung dinh dưỡng. Vương Ưu Viên Duyên lại có chút lo lắng bên ngoài mua không thích hợp, lại bởi vì cần giấu giếm tình huống Viên Tùy không thể nhắc tới cho vương phụ vương mẫu hoặc những người khác. Cho nên năm tháng ăn uống kia toàn bộ do một mình Viên Duyên nắm giữ. Viên Duyên vất vả hơn năm tháng, hiện tại Viên Tùy năng sau khi hoạt động tự nhiên là có chút không đành lòng để cho nàng vất vả tiếp tục, hơn nữa Viên Duyên biết Viên Tùy hội nấu cơm sau đó cố ý lười biến cũng mỹ danh. Để cho lão ca ngươi từ đó rèn luyện nhiều đối với ngươi có lợi ba bữa cơm sau đó cộng thêm tình huống còn lại đều là viên tùy phụ trách cuối cùng chính là tại nấu nướng của viên tùy quả thật tinh xảo bản thân hắn cũng rất hưởng thụ sự bận rộn hiện tại trong phòng bếp tại nấu nướng của viên tùy là luyện ra từ trong ngàn tầng tháp sau khi ngàn tầng tháp trăm tầng bởi vì thực lực dị tộc gia tăng truyền tống trận do chính phủ liên bang thiết lập có khả năng bị phá hư tuy rằng truyền tống trận có thể tự mình khôi phục nhưng ai cũng nói không chừng có thể có một hai con dị tộc nhàm chán mỗi lần đều đi phá hư truyền tống trận hay không. Cho nên ở trong ngàn tầng tháp liền vài tầng thậm chí hơn 10 tầng đều không gặp được một truyền tống trận hoàn hảo, tự như viên tùy hơn một năm trước lần đó, nói như vậy vô luận ngươi mang bao nhiêu lương khô cũng vô dụng. Trong môi trường như vậy, mỗi tiểu đội sẽ có ít nhất một người giỏi nấu ăn đi theo mà là một trong số ít nguyên một mình xông tháp để giải quyết vấn đề sinh tồn không thể không học được kỹ năng nấu cơm này theo số lần và thời gian gia tăng hơn nữa thói quen hành vi hoặc là không làm nếu đã làm thì làm tốt một chút tại nấu nướng của viên tùy cũng gia tăng theo biến thành trình độ mà viên duyên hiện tại cũng không nhất định có thể đạt tới tại nấu nướng tốt đồng thời bản thân hắn cũng thật sự rất hưởng thụ thời khắc nấu cơm hiện tại dĩ vãng ở trong tháp ngàn tầng tuy rằng chỉ cần cho mình một cái làm sau khi làm xong cũng chỉ có thể tự mình nhanh chóng ăn xong, nhưng trong hoàn cảnh áp lực như vậy làm sao cũng không an tâm được. Hiện tại ở nhà, có thể bình tĩnh nấu cơm cho mình cùng muội muội sau khi làm xong có thể cùng nhau ngồi xuống chậm rãi ăn cơm, ở giữa cười cười nói nói đông tán tây tốt đẹp trong đó không phải là trong ngàn tầng tháp có khả năng so sánh. Nhân sinh phải bình tĩnh tốt đẹp như vậy, không cần bận rộn hung hiểm như trong ngàn tầng tháp. Sau khi hai anh em ăn xong điểm tâm viên tùy bắt đầu thu dọn, viên duyên rất tự giác không đi hỗ trợ mà đi về phía sofa xem tivi. Cho nên chúng ta có lý do suy đoán Nguyên hiện tại vẫn chưa ngã xuống, mà là bởi vì một ít nguyên nhân không biết tên xuất phát từ ẩn nút. Đồng thời chúng ta cũng có lý do tin tưởng vị này sẽ ở tương lai một cái thời gian thích hợp lần nữa xuất hiện ở chúng ta đại chúng trước mặt. Trong tivi là một người căn cứ vào lời nói của triệu lỗi và cơ nhai mà suy đoán, hắn là một người lạc quan viên duyên đối với những chuyện này không chú ý lắm nhưng là người đứng đầu liên bang hiện nay nguyên cô vẫn hiểu rõ ít nhiều một chút vì vậy xem TV đưa tin nàng đầu cũng không ngẩng lên nói lão ca ngươi cho rằng cái kia nguyên thật sự đã chết sao không biết từ trong phòng bếp truyền đến thanh âm viên tùy rất là không quan tâm chuyện này ai nha nói đi cũng không biết làm gì Viên Duyên không thuận theo, kỳ thật không phải thật sự muốn biết chỉ là làm nũng hàng ngày khi đặt câu hỏi không được trả lời mà thôi. Đối với em gái Viên Tùy làm nũng hàng ngày rất dung túng, vì thế đưa ra câu trả lời của mình. Tôi cho rằng hẳn là đã chết. Ân, ừ, mình nói mình đã chết, xem như tuyệt đối chân thật hay là nói dối. Vậy hắn cứ như vậy chết trong ngàn tầng thác. Viên Duyên nói tiếp. Ai biết được. Viên Tùy đã rửa xong bát đủ lần đầu. Hiện tại bắt đầu rửa, bất quá trong đó nói không phải nguy hiểm như vậy sao, chết lúc nào cũng là bình thường. Cũng đúng. Viên Duyên gật đầu đồng ý, mặc dù nàng chưa từng tự mình trải nghiệm sự nguy hiểm bên trong thiên tầng chi tháp, nhưng là chuyện được chú ý nhất hiện tại của toàn bộ liên bang, trong đó các hạng mục nàng đã sớm nghe nói qua. Viên Duyên đối với vị nguyên kia ít nhiều vẫn có chút sùng bái anh hùng dù sao hành vi của bản thân, nguyên, cộng thêm tuyên truyền của liên bang quả thật khiến cho hắn cực kỳ có sắc thái anh hùng. Năm năm trước xuất hiện, nguyên, đột nhiên thành danh, trong một năm đó vọt tới hơn 700 tầng, thành công trở thành một điểm sáng không ai có thể bỏ qua, sau đó lại nhảy qua các cuộc thi chuyên nghiệp trực tiếp trúng cử trở thành thành viên của tiểu đội, ngũ thần, thế hệ này, một điểm quan trọng hơn là nguyên, là một mình tiến hành sông tháp. Đối mặt với tính nguy hiểm của ngàn tầng tháp, nguyên vẫn lựa chọn đi một mình hành vi cực kỳ chủ nghĩa anh hùng cá nhân như vậy tự nhiên được rất nhiều người sùng bái hơn nữa hắn từ trước đến nay đều dùng một cái mặt nạ đen che khuất mặt chưa bao giờ biểu hiện dung mạo của mình như vậy có cảm giác thần bí gia trì thảo luận về nguyên tự nhiên càng cao một cao thủ có chủ nghĩa anh hùng và cảm giác thần bí như vậy tự nhiên rất dễ dàng bắt được trái tim mọi người viên duyên coi như là một trong số đó có cái gì không dễ tin ai cũng sẽ chết hắn nguyên mặc dù được xưng là một trong ngũ thần nhưng cũng không phải cái gì thật sự là thần đều sẽ chết giống như hơn một năm trước nếu không có đạo kim quan bảo vệ tính mạng hiện tại viên tùy cũng sẽ chết nói cũng phải viên duyên không thể không đồng ý với viên tùy bất quá nói thật tôi vẫn rất thích hắn nếu chết thật còn rất đáng tiếc sống tốt cuộc sống của mình là được nào có nhiều tâm tư đi chú ý người khác như vậy à đối với lời tỏ tình bất thình lình của mùi mụi nhà mình viên tùy lựa chọn chuyển đề tài ngươi thu thập xong chưa vương ưu không phải nói hôm nay cùng đi ra ngoài sao à đúng xem ra viên duyên đã quên chuyện này cô vội vàng đứng dậy nhanh chóng lên lầu trở lại phòng mình chuẩn bị xuất hành viên tùy nhìn hành vi của viên duyên lắc đầu đây cũng chính là vương ưu đang chờ nạn mới có thể sốt ruột nếu đổi lại là những người khác ngươi xem một chút tuy rằng cuối cùng có thể đi ra cùng ngươi nhưng tuyệt đối sẽ không sốt ruột như vậy nghĩ tới viên tùy có chút không hiểu rõ ràng mùi mùi mình cùng vương ưu hai người đều đối với đối phương có hảo cảm thậm chí nói là tình cảm mình cùng vương phụ vương mẫu cũng không phản đối vì cái gì đến bây giờ hai người bọn họ đều còn không có đâm thủng tầng cửa sổ giấy này bất quá cũng quên đi những chuyện này liền tùy bọn họ tự mình đi đi dù sao viên tùy đối với tâm tư vương ưu là rất có lòng tin cuối cùng viên duyên khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn sau khi lau khô bát đũa viên tùy cũng trở lại phòng mình thay một bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài lần này xuất hành là do vương ưu tổ chức mục đích là để chúc mừng viên tùy bình phục và dẫn hắn ra ngoài dạo chơi viên tùy từ sau khi trở về cũng rất ít khi ra ngoài ưu duyên hai người nhìn không nổi liền mạnh mẽ dùng việc này kéo hắn ra ngoài thời tiết bây giờ không tệ khí hậu cũng không quá lạnh viên tùy liền thay một cái áo khoác ngắn tay cộng thêm một cái áo khoác mỏng phía dưới là quần dinh chín phần phối hợp rất đơn giản nhưng cũng may dáng người nhan sắc của viên tùy đều chống chọi quần áo đơn giản như vậy cũng có thể mặc ra vẻ đẹp trai thuộc về hắn thay quần áo xong lại kiểm tra một chút xác nhận ví tiền những thứ này đều ở trên người viên tùy xuống lầu sau khi xuống lầu viên duyên không có ở đây viên tùy biết nàng còn chưa chuẩn bị tốt cũng sẽ không đi thúc giục nàng dù sao vương ưu đám người khác cũng sẽ không sốt ruột lại càng không trách nàng, vậy hắn bồi chạy còn sốt ruột cái gì? Chẳng lẽ nhất định phải để hoàng thượng không vội, thái giám không vội? Cầm lấy một cái vòng tóc viên duyên không biết quên ở trên bàn từ lúc nào, buộc tóc phía sau một bím tóc, viên tùy đến lúc này liền hoàn toàn chuẩn bị xong, ân, ừ, viên duyên còn chưa xuống, hắn liền nhàm chán xem chương trình TV. Kém không nhiều lắm qua nửa giờ viên duyên mới xuống, nàng trang điểm trang nhã, là con cái viên gia trời sinh lợi chất nàng không cần trang điểm đậm đặc để biểu hiện chính mình, ngược lại chỉ cần những bức ảnh trang điểm đơn giản này là có thể biểu hiện ra vẻ đẹp tự nhiên của mình, trên cổ trắng nõn đeo một sợi dây chuyền, đó là trang sức duy nhất toàn thân, viên tùy đưa. Nguyên bản áo ngủ màu hồng nhạt trên người đổi thành một cái váy liền áo màu trắng, váy dài tơ lụa biểu hiện ra eo nhỏ khó có thể nắm chắc cùng dáng người chỉ có tuổi tốt đẹp này mới có, một đôi giày trắng nhỏ dẫm ra tiếng vang vui sướng. Túi sách chỉ cầm dây xích tự nhiên bay lên, không chỗ nào không biểu hiện ra vui sướng của thiếu nữ giờ phút này. "Đi a à lão ca." Thiếu nữ chính là vui sướng như thế. Viên tùy quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, sau khi xác nhận tất cả thật sự chuẩn bị tốt mới đứng dậy, tắt tất cả nguồn điện cũng xác nhận không có vấn đề gì, hai anh em mới bắt đầu ra cửa. Lúc còn ở khu biệt thự thì không sao, ít người cũng không có chuyện gì xảy ra, mà vào trong nội thành càng nhiều người liền phát sinh chuyện mà trước đây cũng không tránh khỏi thu hút sự chú ý của mọi người đây cũng là chuyện không có biện pháp giá trị nhan sắc của hai anh em quá cao hơn nữa có thể nhìn ra bề ngoài tương tự người ngoài liền biết hai người không phải tình nhân mà là quan hệ thân thích cứ như vậy cũng không thiếu người lớn mật đến hỏi phương thức liên lạc cũng may đối với chuyện cự tuyệt người khác như thế nào hai người đều dị thường có kinh nghiệm phương thức cự tuyệt vừa không mất lễ phép cũng sẽ không cho đối phương một chút đường sống quay về tiếp tục dây dưa cứ như vậy đi một chút lại cự tuyệt lại là qua hơn nửa giờ hai người mới đến cùng vương ưu ước định địa điểm khi đó một cửa hàng đồ uống bề ngoài rất bình thường nhưng thắng ở hương vị ngon đồng thời giá cả cũng không phải rất đắt cho nên nhân khí không nhỏ cửa hàng chia làm hai bộ phận một bộ phận chính là trong cửa hàng là nơi gọi món cũng có mấy cái bàn có thể cho khách tới ngồi một lát một bộ phận khác chính là ngoài cửa hàng ngoài cửa hàng cũng có mấy cái bàn mỗi cái bàn đều do một chiếc ô che nắng lớn che chắn hàng ngày có thể che nắng trời mưa cũng che mưa một chiếc bàn bên ngoài cửa hàng rõ ràng nhận được sự chú ý nhiều hơn nhận được sự chú ý đương nhiên không phải là bản thân chiếc bàn mà là người ngồi trên bàn người ngồi ở trên bàn là một nam tử một đầu tóc bạc không phải rất dài vừa mới chạm đến lông mày mà thôi hắn mặc một thân quần áo màu trăng lưỡi liềm trên quần áo dùng tóc đen theo hoa văn hoa lệ, quần áo kia tính chất rất tốt, vừa nhìn liền biết người không có chút vốn liếng là mặt không nổi. Viên tùy biết bộ quần áo kia, hắn cũng có một bộ cùng kiểu dáng, chỉ là đồ án theo trên đó không giống nhau, lúc trước vương mẫu tặng cho hắn. Nam tử tóc bạc kia tuy rằng đã là đầu đầy tóc bạc cũng rất là trẻ tuổi, kém không nhiều lắm 20 bộ dáng vừa mới xuất đầu, trên khuôn mặt tuấn tú thường thường lộ ra một tia tư tươi cười nhàn nhạt, khi đó hắn nhiều năm dưỡng thành thói quen thân thể cao lớn thẳng tắp cho dù hiện tại là thời điểm thả lỏng cũng sẽ không cúi xuống làm cho người ta một loại thiếu niên rất có tinh thần phấn chấn tự tin người này viên tùy tự nhiên cũng là nhận thức hơn nữa giao tình rất tốt bởi vì hắn chính là lần này xuất hành một người khác vương ưu chú ý tới huynh mùi viên gia đến vương ưu vẫy vẫy tay với bọn họ người chú ý vương ưu theo phương hướng của hắn nhìn qua liền thấy thoáng cái đã mở rộng tầm mắt tìm thư uyển nguyên bản một vương ưu là đủ rồi hiện tại lại tới không phải đều nói hoa tươi phải có lá xanh sao sao lần này tất cả đều là hoa a à? như thế nào đây là muốn tranh kỳ đấu diễm a à? đi gọi nước trái cây cho tôi viên duyên còn chưa ngồi xuống đã ra lệnh không chút khách khí đối với chỉ thị của viên duyên vương ưu không có biểu thị ra bất kỳ ý kiến gì chỉ là nhìn về phía viên tùy hỏi ý kiến đối phương cho ta ly trà là được Viên Tùy ngồi xuống cũng rất tự nhiên nói ra nhu cầu của mình. Vương Ưu lại không có đáp ứng, mà là nói, "Ai hỏi ngươi, ta đây là cho ngươi cùng đi ý tứ?" Nguyên Lai like vừa rồi Vương Ưu ánh mắt không phải hỏi Viên Tùy nhu cầu, mà là muốn hắn cùng đi với mình ý tứ. Viên Tùy nhìn Vương Ưu một cái, lại quay đầu nhìn Viên Duyên ngồi ở bên cạnh mình, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy cùng Vương Ưu đi gọi đồ uống. Sau khi lấy nước trái cây của Viên Duyên ra, ba người cũng không sốt ruột trời đi mà ngồi ở đó uống xong mới hành động. Trong khoảng thời gian này Viên Duyên coi như tốt, bởi vì Viên Tùy và Vương Ưu không bị bao nhiêu người quấy rầy, mà hai người bọn họ thì có chút thảm, từng đợt lại từng đợt người đến hỏi phương thức liên lạc của hai người bọn họ, nhưng cuối cùng tất cả mọi người không công mà lui. Đi thôi, hôm nay tỷ tỷ dẫn các ngươi đi. Viên Duyên đứng dậy chuẩn bị dẫn hai người khác đi tới địa điểm tiếp theo, cũng là mục tiêu xuất hiện hôm nay, lập tức bị trúng một cái trên đầu đó là tay viên tùy, theo tay hắn hạ xuống còn có một câu, không lớn không nhỏ. Nói chính là tự xưng hô của viên duyên. Hắc hắc. Viên duyên xoa xoa đầu bị đánh cười ngây ngô, hoàn toàn không thèm để ý, dù sao từ nhỏ đến lớn viên tùy chưa từng thật sự đánh nàng, thậm chí nặng lời cũng không nói một câu, mà vương ưu lại nhường nàng mọi chuyện, cho nên nàng biết cho dù nàng nhảy thoát một chút cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhàn tâm thả câu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, dưới sự dẫn dắt của viên duyên, ba người ngồi xe đi tới bờ biển. Mảnh biển này là thắng cảnh tự nhiên thời gian mở cửa không tính là lâu, chỉ có một bộ phận tiến hành cải tạo nhân công, còn lại rất nhiều địa phương đều bảo lưu hơi thở nguyên thủy, cũng cho phép mọi người tiến hành rất nhiều hoạt động ví dụ như câu cá đi thuyền, điều này khiến cho nơi này một khi mở cửa liền rất được hoan nghênh để duy trì tốt hơn môi trường sinh thái ở đây bên mở cửa cũng đã thông báo cho tất cả những người đến không được làm những hành vi phá hoại môi trường như vứt rác bừa bãi bẻ cây hái hoa một khi phát hiện sẽ bị liệt vào sổ đen yêu cầu họ rời đi đồng thời từ chối sự xuất hiện tiếp theo của họ chút thủ đoạn này cũng khiến cho nơi này mặc dù đã mở cửa hơn một năm hoàn cảnh dưới tình huống không có quá nhiều nhân công bảo vệ vẫn rất tốt viên duyên cũng rất thích nơi này sau khi viên tùy tốt chưa từng một lần nhắc tới muốn tới nơi này chơi hiện tại rốt cục đã tới viên duyên tự nhiên là cao hứng mà nhìn thấy viên duyên cao hứng viên tùy cùng vương ưu mặc dù đối với nơi này không có cảm giác gì nhưng tâm tình hiện tại tự nhiên cũng là cao hứng nơi này thắng cảnh rất lớn hoặc là nói bởi vì là thắng cảnh tự nhiên vốn không có biên giới toàn bộ bờ biển đều có thể là thắng cảnh sau khi rời khỏi khu dày đặc chỉ có thể đi một đoạn đường mới có thể nhìn thấy một điểm kiến trúc nhân tạo ở điểm tuân theo tự nhiên xem như làm rất tốt. Ba người viên tùy ở đây chơi rất nhiều, lướt sóng, chèo thuyền cây ác, gia nhập người khác chơi bóng truyền bãi biển, lại lúc đói bụng mua một chút đồ ăn vặt ở một chỗ ăn, sau khi ăn xong lại tiếp tục chơi. Tôi đi câu cá. Thấy có một chỗ đang cho thuê dụng cụ câu cá, viên tùy nói với hai người viên duyên vương ưu, sau khi nói không nhận được đáp lại liền đi. Kỳ thật viên tùy chưa từng câu cá, cũng không biết câu cá như thế nào, chỉ là có chút chơi chán tìm lý do đi nghỉ ngơi một chút mà thôi sau khi thuê cần câu và cần câu viên tùy lại mua thức ăn xách thùng đi về phía một điểm thả câu có vài điểm thả câu đều là ở bờ biển chính là vì phòng ngừa móc câu đã thương người viên tùy vượt qua hàng rào bảo vệ tìm được một vị trí tốt dùng kỹ thuật học được từ ông chủ cho thuê lắp ráp cần câu đánh ổ rồi hạ cần thả câu ở chỗ này xem như tự do hải câu cho nên cá câu được không cần trả lại hoặc là nhất định phải bán cho ai câu được là có thể tự mình mang về viên tùy nếu là câu được vậy cơm tối hôm nay có thể thêm một đạo canh nhưng nhìn trái nhìn phải thùng câu bạn bên cạnh xem ra nơi này cá tương đối ít a à. ừm tuyệt đối không phải vấn đề kỹ thuật chính là nguyên nhân ít cá viên tùy việc một mực không bị cắn câu khẳng định sự thật này nhưng mặc dù đang oán giận không có cá mắc câu nhưng tâm tình viên tùy vẫn rất thả lỏng dù sao hắn căn bản cũng không phải rất quan tâm rốt cuộc có thể câu được cá hay không, chỉ là dùng để giết thời gian mà thôi. Cần câu cố định ở phía trước, viên tùy vĩnh chân ngồi ở trên ghế gấp phía sau, đè mũ lưỡi trai đoạt được từ trong túi của viên duyên xuống ngăn trở ánh mặt trời chói mắt, phóng tầm mắt nhìn về phía không đến đầu chỉ có thể nhìn thấy biển cùng tiếp giáp với biển, trong ánh mắt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện du thuyền hoặc cano, tự hồ còn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai tùy ý trên cano. Gió biển mặn mặn thổi tới không có bất kỳ quy luật gì, Viên Tùy cảm thấy rất là thích ý. Cuộc sống như vậy ai có thể không hâm mộ a? À? Tại sao lúc trước mình nhất định phải đi Thiên Tầng Chi Tháp lang bạc chứ? Cuộc sống như vậy không tốt sao? Trong lúc nhất thời Viên Tùy thậm chí có chút không nghĩ ra. Nhưng ý nghĩ như vậy vừa toát ra hắn liền nở nụ cười, thật sự không biết sao. Đó đương nhiên không phải, lý do tự nhiên là rõ ràng chỉ là lý do như bây giờ không còn thành lập nữa. Khi đó là một năm sau khi cha mẹ Viên xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, tuy rằng trong nhà quả thật có chút tiền cộng thêm tiền bồi thường có thể cho Viên Tùy và Viên Duyên sống một thời gian rất dài, nhưng muốn cả đời miệng ăn núi lở là không thể nào. Mà Vương Phụ Vương Mẫu cũng có tiền có năng lực đến hỗ trợ, nhưng quan hệ cho dù tốt chung quy cũng không phải cha mẹ của mình, nhận được trợ giúp như vậy trong lòng khó tránh khỏi sẽ rơi xuống một ít khúc mắt cho dù vương ưu làm người thừa kế sẽ không để ý, nhưng viên tùy có thể không thèm để ý sao, chớ nói chi là lúc ấy hắn còn có tâm tính nồng đầm thiếu niên căn bản sẽ không đi lựa chọn dựa vào người khác để thành công. Lại một lần nữa sau khi viên duyên đêm khuya về nhà bị cướp túi, tuy rằng chỉ là mất đi tiền tài nhưng cũng làm cho viên tùy cảm thấy phẫn nộ không kềm được, sau khi phẫn nộ là một loại cảm giác vô lực thật sâu, thân là trưởng tử không thể duy trì cuộc sống gia đình, thân là huynh trưởng không thể bảo vệ an toàn cho muội muội thân là thiếu niên tâm cao hơn trời không thể thay đổi hiện trạng vô lực đủ loại cảm xúc dây dưa hỗn hợp cùng một chỗ càng ngày càng loạn dần dần phân không rõ rốt cuộc cái gì là cái gì dù sao hội hợp đến cuối cùng đều biến thành một ý niệm trong đầu mạnh lên hắn muốn trở nên mạnh mẽ mạnh đến mức có thể bảo vệ cái nhà này để cho vấn đề kinh tế không hề trở thành vấn đề để cho người khác không dám động thủ với người nhà của mình nữa để cho một mình 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 có thể thay đổi hiện trạng sẽ không có thời khắc vô lực nữa cuối cùng viên tùy nhắm vào tòa tháp ngàn tầng không chỉ mình có thể từ trong đó trở nên mạnh mẽ hơn nữa vật phẩm lấy được từ trong tháp cũng có thể tiến hành bán ở liên bang có thể giải quyết vấn đề kinh tế sau đó viên tùy thường xuyên rời nhà nói với viên duyên là mình tìm được một công việc sau đó viên gia quả thật không còn vấn đề kinh tế nữa không chỉ là hiện tại ngay cả quãng đời còn lại của bọn họ cũng như thế sau khi danh hiệu nguyên khai hỏa chính phủ liên bang tìm tới hắn trải qua thương nghị sau đó bọn họ ký kết một ít ước định sau đó không bao lâu lần này ngũ thần bắt đầu sắp xếp nguyên vinh dự nhận được ghế trở thành đương nhiệm ngũ thần một trong vậy sau đó viên tùy sông tháp liền không đơn giản chỉ là vì chính mình cũng là tương đương với một khối chiêu bài vì chính phủ liên bang khơi dậy quần chúng sông tháp nhiệt tình sau đó chính là như vậy hắn tại hơn 900 tầng kia một năm thời gian bên trong tinh thần gần như sụp đổ, có tâm tìm cái chết, cuối cùng tại thương hồn tầng kia xem như thành công, về tới liên bang trong nhà. Bây giờ, sẽ không còn những lý do trước kia nữa. Tiền, bằng vào hắn làm nguyên, trong những năm đó liền kiếm đủ rồi, nếu là cuối cùng thật sự không đủ hắn dung vật hoàng bên trong vẫn là có một ít tầng thứ cao mới có tài liệu. Hảo hảo bảo tồn đi xuống đến lúc đó lại cầm lên bán liền sẽ không lại có vấn đề kinh tế. Người nhà an toàn, chính mình hiện tại thực lực, khiêm tốn một chút nói coi như không thật là liên bang đệ nhất, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba, như vậy hắn tại toàn bộ liên bang lại sẽ có người nào dám chọc, người nhà an ủi cũng tự nhiên không thành vấn đề. Tâm tính thiếu niên, mài dỗ không kém nhiều lắm. Thật sự viên tùy hắn ở trong ngàn tầng tháp chính là thuận buồm xuôi gió A, không nói 800 tầng về sau, cho dù 700 tầng đầu cũng từng để cho hắn ngã rất nhiều cho nên tâm tính thiếu niên góc cạnh đã sớm bị mài không kém nhiều lắm, không có sắc bén như vậy. Liên bang ước định, chính mình cùng liên bang ký kết ước định là Chính mình làm chiêu bài trợ giúp liên bang tuyên truyền ngàn tầng tháp, mà liên bang đối với chính mình thì sẽ cung cấp tương ứng ưu đãi cùng trợ giúp. Hiện tại theo ước định, tử vong, lần đó của mình cũng coi như thổi phòng đi, dù sao viên tùy vẫn tin tưởng nếu liên bang muốn điều tra thì ít nhiều vẫn có thể tra được manh mối của mình, mà trong một năm này liên bang không điều tra cũng không dùng nguyên để làm quảng cáo đại khái phía liên bang cũng buông tha ước định này vậy còn gì nữa không không có hơn nữa chính mình hiện tại tâm tính thầm nghĩ như vậy vượt qua là tốt rồi không cần thiết lại đi nhiệt huyết một phen có một số chuyện hiểu rõ ngẫm lại liền hồ đồ cũng có một số chuyện hồ đồ suy nghĩ cũng sẽ hiểu được viên tùy không dám nói đối với chuyện của mình có bao nhiêu hiểu rõ nhưng ít nhất sẽ không đạt tới trình độ hồ đồ. Cuộc sống sau này cứ tiếp tục như vậy, cũng có thể là kém không nhiều lắm, về phần kết hôn sinh con, sau khi trải qua ngàn tầng tháp viên tùy đối với phương diện này không phải rất coi trọng, cũng không phải hoàn toàn không coi trọng, chỉ là hiện tại không có nữ tử nhìn trúng mắt mà thôi, nhưng loại chuyện này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dù sao cái này phải dựa vào duyên phận, không phải cưỡng cầu có thể tới. Hiện tại duy nhất có thể chờ đợi chính là mùi mùi viên duyên của mình. Viên Tùy mình có thể không sao cả, nhưng cuộc sống của Viên Duyên nhất định phải tốt đẹp, đợi thêm vài năm nữa nếu tiểu tử Vương ưu kia còn không có động tĩnh, Viên Tùy liền chuẩn bị kết cục của mình làm chút chuyện. Nghĩ nghĩ Viên Tùy lại nghĩ lệch, kéo suy nghĩ của hắn trở về là có cá cắn câu. Viên Tùy vội vàng ngồi thẳng sau đó nghiêng người về phía trước, trong đầu nhớ tới phương pháp thu gậy trước đó đã xem qua trong sách. Vừa thả vừa thu, cùng cá cắn câu chơi trí lực chiến cuối cùng thừa cơ bất ngờ lập tức thừa thắng xông lên đánh thẳng hoàng long giành được thắng lợi cuối cùng của chiến dịch lần này cầm sợi dây câu trong tay nhìn về phía con cá đang cắn câu kia còn chưa lớn bằng viên tiện tay nhưng trong lòng bàn tay còn lắc lư rất hăng hái nhưng tuy rằng cá mạnh nhưng thật sự là quá nhỏ dùng để chiên sống không đủ hai miếng dùng để nấu canh nấu chín sợ là cũng không thể làm cho toàn bộ canh biến sắc nhiễm vị tất cả dưới tình huống nhìn đối phương vẫn là một con cá nhỏ có được khí phách thiếu niên, viên tùy quyết định phóng sinh. Viên tùy ném tiểu ngư ra khỏi điểm câu cá, đi thôi đi thôi, cậu còn nhỏ không hiểu thế giới này âm hiểm tàn nhẫn, trở về gọi ba mẹ cậu hoặc là chú gì đến. Nguyên nhân sống của cá nhỏ ngày nay Luật bảo tồn đáng thương cá vị thành niên và mạng lưới quan hệ rộng lớn nhận thức cá trưởng thành. Sau khi thả cá nhỏ viên tùy lại ném cần câu, sau đó tiếp tục nhàn nhã ngồi trên ghế gấp. Nhàn nhã không bao lâu sau lại có cá mắc câu, thu cần đi lên nhìn, vẫn là nó. Hắc, ngươi con cá này thật thú vị, sau khi thả ngươi một ngựa còn dám trở về, thật coi mọi câu của ta là tặng không cho ngươi ăn. Hơn nữa nhìn tốc độ mắc câu của ngươi, ngươi đại khái không có trở về gọi người lớn nhà ngươi đến đây đi, thật sự là một con cá nhỏ nghịch ngợm. Nhưng viên tùy cầm con cá này thật đúng là không có tác dụng gì, đành phải phóng sinh lần nữa hơn nữa âm thầm quyết định nếu lần sau vẫn là nó cắn câu vậy thì mặc kệ trực tiếp nấu nó xem ra vận khí của anh tùy không tốt lắm vừa ném tiểu ngư xuống đã nghe thấy một tiếng như vậy bởi vì quen thuộc đến mức không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai cho nên viên tùy không quản hắn vương ưu đi tới bên cạnh viên tùy cũng kéo ra một cái ghế gấp ngồi xuống sau đó kéo ra khóa kéo một cái túi làm chuyện của mình thẳng đến sau khi ném cần lần nửa viên tùy mới quay đầu nhìn về phía vương ưu đối phương đang lắp ráp cần câu vương ưu cũng tới câu cá đối phương hẳn là cùng mùi mùi nhà mình cùng một chỗ mới đúng mà không phải ở chỗ này ngồi bội mình câu cá vương ưu chậm rãi lắp ráp cần câu xong treo mồi ném cần câu xuống mới nói tiểu duyên gặp người quen các cô ấy nói chuyện tôi ở bên cạnh không có ý nghĩa liền tới tìm anh bị vứt bỏ mới tới tìm tôi đây là kết luận viên tùy có được ngươi nên nghĩ như vậy ngoại trừ tiểu duyên người đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi có thể thấy được tình cảm của hai ta sâu đậm bao nhiêu vương ưu đối với lời nói của viên tùy sửa lại toàn bộ ý tứ liền lập tức thay đổi không giống nhau viên tùy cười cười nếu ngươi đối với tiểu duyên cũng có thể trêu chọc như vậy cũng không đến mức bây giờ vẫn là quan hệ thanh mai trúc mã phương thức nói chuyện của đối tượng không giống nhau đương nhiên không giống nhau vương ưu cũng không phủ nhận viên tùy nói gì dù sao tình cảm của hắn đối với tiểu duyên cha mẹ hắn đều biết mà ủng hộ, chớ nói chi là anh trai cùng chơi đùa này, hơn nữa nếu đột nhiên nói như vậy với tiểu duyên, ta cũng có thể nghĩ đến phản ứng của nàng. Viên tùy cũng có thể nghĩ đến. Đại khái chính là ngay từ đầu có chút kinh ngạc, sau đó nhớ lại sẽ vẽ mặt ghét bỏ nói một câu buồn nôn. Vâng, đó là phản ứng mà Doan sẽ đưa ra. Tuy rằng nàng là một thiếu nữ ngây thơ sáng lạng yêu lãng mạn, những người khác có lẽ còn sẽ không làm như vậy, nhưng nếu là vương ưu, bởi vì hình tượng trường kỳ dựng ở đó, đột nhiên cho viên duyên một chút như vậy, thật sự sẽ nhận được một đánh giá, ghê tẩm, tương phản quá lớn. Đúng rồi, cái này cá nhiều sao, ném cần câu sau mới hỏi một câu như vậy hiển nhiên không phải như vậy để ý, nhưng vương ưu vẫn là hỏi. Viên tùy lắc đầu, không biết, nhưng có một con cá nhỏ rất không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nói chính là con cá nhỏ bị phóng sinh còn không biết trở về gọi cha mẹ mình đến báo ân. Ngươi vừa mới thả cái kia. Ngữ khí tuy là hỏi, nhưng vườn ưu ít nhiều vẫn xác định. Viên tùy không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa, đều lặng lặng ngồi ở đó chờ cá đến cắn câu. Kỳ thật bình thường mà nói hai vị câu cá sẽ không cách gần như vậy, bởi vì dây câu lẫn nhau có thể cuốn quyết cùng một chỗ, cuối cùng ảnh hưởng câu cá, nhưng hai người bọn họ đều không thèm để ý kết quả câu cá, cho nên tự nhiên cũng sẽ không đi quản chuyện này. Không biết qua bao lâu, viên duyên tìm tới, nàng không nói thêm gì, chỉ dùng chân đá đá bắp chân vương ưu, sau đó vương ưu hiểu ý đứng dậy nhường vị trí cho viên duyên ngồi xổm một bên, sau khi ngồi xuống viên duyên lại cướp mũ từ trên đầu lão ca nhà mình đội lên đầu mình, cuối cùng mở máy truyền tin lên hát. Ba người cứ như vậy nghe ca, không nói chuyện, thổi thỉnh thoảng gió biển phơi nắng không phải rất lớn mặt trời, chờ cá đến cắn câu. Như thế nào? Vì mỹ nữ kia chống lại tùy ca mắt của ngươi. Không biết từ lúc nào Vương Ưu đột nhiên nói ra một câu như vậy. Viên Duyên sau khi nghe thấy theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại, quả thật có một vị mỹ nữ đứng ở trong lan can cách đó không xa. Nàng đội một cái mũ che nắng lớn màu trắng, che nửa khuôn mặt trên, nhưng tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt hoàn chỉnh, Ba người viên tùy cũng cho rằng nàng sẽ là một mỹ nhân rất đẹp, bởi vì nàng có thể thấy được mũi quỳnh môi anh đào, bởi vì mái tóc dài của nàng bị gió thổi lên hơi tung bay, bởi vì cánh tay như củ sen trắng của nàng, bởi vì nàng bị váy dài màu trắng bao bọc lấy thân thể có thể nói là hoàn mỹ. Bởi vì cô chỉ đứng ở đó đã có thể đẹp thành một cảnh đẹp. Quả thật rất đẹp. Kỳ thật viên tùy chỉ ngẩn người, vừa vặn nhìn về phương hướng kia mà thôi giống như nghe được viên duyên sau khi nghe vương ưu nói mới chú ý tới vị mỹ nữ kia tìm thư uyển đánh giá sau khi hắn chú ý tới đối phương một đánh giá rất công bằng khí chất của tỷ tỷ thật tốt đây là đánh giá của viên duyên đối với nàng đối phương nhìn ra tuổi tác cùng viên tùy chênh lệch không nhiều lắm cho dù nhỏ một chút cũng sẽ không nhỏ đến mức viên duyên bởi vì cái loại khí chất liếc mắt một cái nhìn ra không phải thiếu nữ ở độ tuổi viên duyên sẽ có cái kia không liên quan đến việc tiếp nhận giáo dục như thế nào từ nhỏ chỉ có thể do tuổi tác bản thân biểu đạt ra cho dù khí chất kia biểu đạt từ tuổi tác viên duyên vẫn sẽ không cho rằng mình đến tuổi đối phương cũng sẽ giống như đối phương khí chất đối phương thật sự tuyệt viên duyên mặc cảm nghe thấy trả lời như vậy vương ưu cũng không hề trêu ghẹo cái gì chỉ là tiếp tục chú ý đến cần câu của mình viên duyên sau khi nhìn vài lần cũng không thèm để ý liên bang rất lớn thân là địa phương thủ đô lại càng có rất nhiều quan to quý tộc người có thể bồi dưỡng ra khí chất như vậy cũng rất bình thường viên tùy thì không hiểu sao lại nghĩ đến một câu một câu miêu tả về hạnh phúc chúng tôi cùng đứng bên bờ biển tắm nắng sau hoàng hôn gió biển ấm áp ngắm nhìn mặt biển chờ xem có phải sẽ có một chiếc tàu thủy chạy vào bờ biển hay không sau đó chúng tôi nhìn thấy một chiếc du thuyền từ vị trí thủy thiên nhất tuyến trở về lúc ấy nhìn thấy những lời này viên tùy cảm giác quá tốt đẹp tốt đẹp không chân thật hiện tại hắn không hiểu sao có loại cảm giác chân thật, chân thật đến nguyên lai tốt đẹp như vậy. Không cẩn thận lại thất thần, phục hồi tinh thần lại, vì mỹ nữ khí chất rất tốt kia đã không còn. Sau đó vương ưu cùng huynh mùi viên gia cùng nhau trở về viên gia, trên đường trở về bọn họ mua một con cá dụng để nấu canh, về phần mình câu, vô luận viên tùy hay là vương ưu đều không câu được một con để mắt, về phần con cá nhỏ chướng mắt đạo lý đối nhân xử thế kia đến lúc đó lại câu được vài lần cuối cùng bất đắc dĩ vẫn thả. Ban đêm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, trở lại viên gia, viên tùy cầm đồ ăn mua trên đường trở về vào phòng bếp bắt đầu tự mình chiến đấu. Viên Duyên cùng Vương Ưu đều rất tự giác không đi quấy rầy hắn, mà là một người trở về phòng mình một người ngồi ở trên sofa mở tivi. Trong lúc đó Viên Tùy chưa từng gặp lại hai người bọn họ, Đợi đến khi viên tùy nấu cơm xong gọi người mới có thể xác định hai người bọn họ quả thật còn ở trong nhà này. Hiện tại ban đêm đã sớm không lạnh, nhưng có thể uống một ngụm canh cá nóng hổi thế nào cũng làm cho người ta thoải mái. Mặc kệ mấy lần đều rất kinh ngạc, trùng nghệ của tùy ca cư nhiên tốt như vậy. Ăn một miếng đồ ăn lại uống một ngụm canh, Vương Ưu ngồi ở bên cạnh Viên Duyên nói với viên tùy như vậy. Viên tùy nấu cơm coi như là chuyện tu dưỡng nửa năm sau khi Vương Ưu đi nhưng vương ưu làm khách quen của viên gia tự nhiên là thưởng thức qua hiện tại còn tốt ăn nhiều lần có chút ung dung nhìn quen lắm nhớ lúc trước lần đầu tiên nến mới thật sự cảm thấy kinh ngạc đừng khen đừng khen trình độ thứ ba thế giới viên tùy nói như thế không biết xem như khách khí hay không khách khí ngươi cũng thật không biết xấu hổ đây là mùi mùi nhà mình đưa ra đánh giá vương ưu bên cạnh nạn đối với chuyện này không có tỏ vẻ gì xem ra là ngầm thừa nhận cũng vậy. Đây là câu trả lời của Viên Tùy. Ngoài miệng trêu chọc thì trêu chọc, trên tay bọn họ cũng không có dừng lại, cũng là nguyên nhân ba người quan hệ quá tốt, ngay cả Vương Ưu gia giáo rất tốt ở những thời khắc này cũng sẽ không chú ý cái gọi là lễ nghi bàn ăn, mà là càng thêm tùy tâm sở dục hành động. Viên Duyên lại ăn một miếng thức ăn, sau khi nuốt xuống nói, lại nói lão ca, ngươi cảm thấy vị mỹ nữ tỷ tỷ hôm nay nhìn thế nào? viên tùy đang ăn cơm nghe thấy những lời này ngẩng đầu nhìn viên duyên không biết nàng lại có vấn đề gì hiện tại nghĩ tới chuyện này suy nghĩ một hồi không hiểu dụng ý của nàng đành phải nói qua loa đẹp mắt quả thật đẹp mắt vương ưu phụ họa đây là sự thật ai cũng không thể phủ nhận vị nữ tử kia đây là bằng chứng như núi nhưng bằng chứng như núi này chiếm được một nét bất mãn của viên duyên vương ưu lập tức biết điều ngậm miệng hắn biết hình như nói sai mặc dù có chút không rõ nguyên do mỗi khi nhận được ánh mắt như vậy của viên duyên đó chính là lỗi của hắn bằng không kế tiếp chính là viên duyên cưỡng chế để cho hắn sai vậy ngươi biết nàng là ai không viên duyên tò mò hỏi viên tùy lập tức hiểu tâm tư của nàng cho nên tự nhiên sẽ không nói không có tâm tình tất nhiên chỉ gặp một lần không cần phải đi làm quen ai ngươi hỏi một chút đi ngươi hỏi một chút đi viên duyên dáng dấp chính là tiểu hài tử biết chuyện ghê gớm sau đó cố ý đi chỗ người lớn khoe khoang dáng vẻ viên tùy đối mặt với em gái làm nũng đương nhiên là chịu không nổi mặc dù mơ hồ cảm thấy sẽ có hỗ chờ hắn cũng chỉ được sủng nịch nói được vậy cô ấy là ai à viên duyên lộ ra nụ cười thực hiện được đại kế cười hắc hắc hai tiếng lại ăn một miếng cơm mới không vội không hoảng nói ra đáp án của mình không biết lợi hại thiên ngôn vạn ngữ lẫn lộn cảm xúc phức tạp cuối cùng ở ngoài miệng hội tụ thành một câu như vậy vương ưu cũng có chút im lặng tuy rằng đã sớm biết tư duy viên duyên nhảy nhót nhưng tình huống vừa rồi thấy thế nào cũng giống như là nàng muốn mượn mạng lưới quan hệ của mình giật dây làm mai cho viên tùy kết quả cuối cùng nàng cũng không biết mắt thấy bầu không khí xấu hổ mắt thường có thể thấy được viên duyên lập tức vãn hồi tuy rằng em cũng không biết nhưng điều này vừa vặn làm cho anh hai quen biết người khác từ số không a như vậy không phải càng lãng mạn sao? Như vậy lãng mạn thế nào? Viên tùy dựa vào bản năng tiếp lời viên duyên. Nói đến đây viên duyên liền hăng hái, bác đều buông xuống, tay cầm đũa bắt đầu trợ hứng cho bài diễn thuyết của mình, cậu nghĩ xem, cậu và vị tỷ tỷ kia chưa bao giờ tiếp xúc, lại bởi vì cái nhìn này mà định ra tình cảm, cuối cùng nếu thật sự ở bên nhau, nói lại đoạn này, nếu cô ấy cũng giống như vậy, vậy không lãng mạn sao? viên tùy không hiểu nơi nào lãng mạn này ánh mắt nhìn về phía vương ưu nói như vậy hắn đều không hiểu viên duyên lời nói cũng chỉ có vương ưu cùng một ít người đặc biệt có thể hiểu dù sao loại thời điểm này viên duyên nói lời không nhất định là lời nói tương đương với lấy bỗng nhiên liếc mắt một cái làm đầu lấy làm bạn cả đời làm cuối lần đầu gặp gỡ liền tư định chung thân giải thích xong vương ưu lại gật đầu một cái tỏ vẻ khẳng định không phải khẳng định mình phiên dịch mà là khẳng định nội dung lời này nói như vậy quả thật có chút lãng mạn ý tứ hàm xúc có ý tứ ta thấy thanh sơn rất quyến rũ liệu thanh sơn thấy ta ứng như thị viên tùy lại cảm thấy một ý tứ khác ta thấy thanh sơn rất quyến rũ liệu thanh sơn thấy ta ứng như thế vương ưu thuật lại một lần cũng gật đầu khẳng định cách nói này quả thật có chút lý tưởng hóa tự mình đa tình viên duyên tự nhiên nghe hiểu hai người bọn họ nói chuyện bọn họ lại không có tiến hành cuộc trò chuyện mã hóa gì cô cũng đã đọc sách cho nên cô hoàn toàn có thể biết bọn họ nói là có ý gì không phải ngay từ đầu vương ưu đã khẳng định cái nhìn nhất kiến chung tình định chung thân của nàng mà lão ca của mình không đồng ý cho rằng cái nhìn của nàng không khỏi là tự mình đa tình mà thôi tuy rằng ý nghĩ kia của mình quả thật có chút lãng mạn hóa dù sao muốn lão ca mình liếc mắt một cái liền nhìn trúng đối phương cũng muốn đối phương còn có thể từ trước mắt liếc mắt một cái nhìn trúng lão ca mình mà coi trọng Hai người cuối cùng bởi vì đủ loại kết thành chính quả mới đạt thành ý nghĩ của mình. Ý nghĩ của mình mặc dù là chắc chắn, nhưng nhưng bộ dáng hai người bọn họ không khỏi quá lỗi thời, một chút cũng không hiểu lãng mạn. Hai người bọn họ xem không hiểu kết quả lãng mạn chính là Viên Duyên tức giận, cô một tay trực tiếp đập đổ lên bàn, lớn tiếng nói, "Này, tôi nói hai người các cậu ăn cơm đàng hoàng." Còn chưa nói xong Viên Duyên đã bị phê, nhóm này lập tức bị cô thiến cầm đũa và bác ngoan ngoãn ăn cơm ngoan ngoãn ăn hai miếng lại nhìn lén ca ca đối diện một cái lại liếc vương ưu bên cạnh một cái xác nhận hai người đều không có thật sự tức giận viên duyên mới mở miệng ca ngươi thật sự đối với người ta không có hứng thú a à? không có đây là sự thật a à, không rõ thật giả nhưng viên duyên mơ hồ biết anh trai mình nói thật xem ra người này cũng không khiến cho anh trai mình hứng thú với phụ nữ kế hoạch, tiền chị dâu thật sự là gánh nặng mà đường xa a à, viên duyên không thể không cảm khái như thế. Ăn cơm tối xong, ba người lại ngồi trên sofa xem tivi một hồi mới chuẩn bị ngủ, hôm nay không có tên là bữa tối muộn một chút, hoặc là bữa sáng sớm một chút, mà trên thực tế chính là ăn khuya thêm cơm, viên tùy không có thêm nhiệm vụ, sau khi viên duyên lên lầu không bao lâu cũng trở về phòng của mình. Lầu một hiện tại liền lưu lại một mình vương ưu, hắn hôm nay liền ở lại viên gia qua đêm viên gia huynh mùi cũng rất thói quen chuyện này dù sao hắn đối với tòa nhà này độ quen thuộc không kém so với hai người bọn họ thế nào cũng có thể tìm được phòng của mình viên tùy ở trong phòng tắm độc lập của mình tắm rửa xong thay quần áo rồi ra khỏi phòng tắm sấy khô tóc xong lại đi tới tủ đầu giường ngồi xổm xuống rút ra tầng dưới cùng mở ra tận cùng bên trong lấy ra một cái bình trắng nhỏ viên tùy nhìn cái bình nhỏ trong tay đó là một cái bình thuốc là dược vật trị liệu tinh thần chính xác hơn là dược vật trị liệu trầm cảm. Lúc trước lúc hắn còn ở trong tháp tinh thần cũng kém không nhiều lắm muốn sụp đổ, tuy rằng cuối cùng chết trận hơn nửa phía sau sống lại cho hắn cứu rỗi lớn lao, nhưng vết thương tinh thần làm sao có thể cứ như vậy tốt lên. Ở trong tháp tiêu cực chán ghét cũng thành công bị đưa tới cuộc sống trong liên bang, biểu hiện trầm mặc ít nói ở mấy tháng trước dưỡng thương còn không bị quá mức để ý, thẳng đến phía sau nhiều lần có ý niệm tự sát viên tùy mới thật sự chú ý tới khi đó viên tùy cũng thập phần kinh ngạc, rõ ràng mình hiện tại hạnh phúc như vậy, rời khỏi ngàn tầng tháp về tới cuộc sống liên bang, thoát ly cuộc sống đấu tranh chém giết, có thể cùng mùi mùi bình tĩnh sống ở nhà, có thức ăn nguồn nước ổn định cùng chỗ ở an toàn, thân nhân mình để ý cũng ở ngay bên cạnh mình, vì sao mình còn có thể xuất hiện ý niệm tự sát chứ? thật sự nghĩ không thông, là thật sự nghĩ không thông a? À? vì sao? Vì sao những chuyện mình tha thiết ước mơ trong tháp này sau khi biến thành hiện thực mình còn có thể có ý niệm tự sát trong đầu, cái này nghĩ không ra cũng thiếu chút nữa làm cho Viên Tùy tuyệt vọng. Sau đó Viên Tùy liền đi khám bác sĩ tâm lý, sau đó trong tay liền có thêm bình thuốc này, nhân tiện có thêm một bệnh, bệnh kia tên là trầm cảm. Dựa theo lời dặn của bác sĩ Viên Tùy mở nắp ra ăn một viên, sau đó lại đậy nắp lại, không lập tức đặt chai về chỗ cũ thuốc này rất có hiệu quả, không nói đến ý niệm tự sát trong đầu, ít nhất đến bây giờ mình còn có thể nói nói cười đùa ầm ý bình thường, viên duyên cũng không phát giác được bất cứ điều gì không đúng, ngoại trừ. Uống thuốc xong thì mau mau thu bình thuốc lại đi, tùy ca. Vương ưu không biết mở cửa đi vào lúc nào. Vương ưu chính là cái này ngoại trừ, viên duyên ở dưới biểu diễn của mình không có phát hiện bất kỳ cái gì không thích hợp, nhưng không có giấu giếm được vương ưu. Cũng không tính là không có giấu giếm dù sao ngay từ đầu viên tùy đi khám bác sĩ tâm lý chính là vương ưu đi cùng khi đó viên tùy tuy rằng tu dưỡng không kém nhiều lắm nhưng hai người duyên ưu vẫn không yên lòng để cho hắn một mình xuất môn trong hai người viên duyên cùng vương ưu viên tùy quyết đoán lựa chọn để cho vương ưu cùng hắn đi khám bác sĩ tâm lý cho nên kết quả của viên tùy vương ưu cũng biết chuyện viên tùy muốn uống thuốc hắn cũng biết chuyện viên tùy gạt viên duyên hắn vẫn biết lúc trước viên tùy rất nhiều lúc trầm mặc tại thời khắc này biến thành bi thương một mình vương ưu cảm thấy rất nhiều bi thương bóp chặt cổ họng của hắn làm cho hắn cũng bi thương lên hắn biết cách làm sao chuyện này cũng giống như viên tùy gạt viên duyên nguyên nhân cũng là không muốn để cho nàng lo lắng cũng may trải qua vương ưu quan sát loại thuốc này vẫn có hiệu quả bệnh trạng của viên tùy đang chậm rãi giảm bớt so sánh với viên tùy trước khi uống thuốc hiện tại cởi mở hơn không ít biến hóa rõ ràng nhất chính là nụ cười thật lòng nhiều hơn người cũng cởi mở hơn các loại hoạt động thể dục cũng chậm rãi bắt đầu những sự thật không ngừng thay đổi này lần lượt trấn an vương ưu để cho hắn có thể tiếp tục trước sau như một tin tưởng viên tùy có thể tiếp tục có đầy đủ lý do lừa gạt mình không nên nói cho viên duyên ân viên tùy rất nghe lời đem bình thuốc thả về chỗ cũ sau đó mới nhìn về phía vương ưu hỏi hắn ngươi tới làm gì hiện tại trong nhà này chỉ có ba người chúng ta không phải ta thì là tiểu duyên cứ như vậy ngươi liền bại lộ nếu hai người bọn họ quyết định gạt viên duyên viên tùy bị bệnh vậy chuyện uống thuốc này tự nhiên cũng phải gạt mà vừa rồi nếu viên duyên đi vào thì thấy thuốc viên tùy liền bại lộ là tiểu duyên thì không vào được tuy rằng tình trạng hiện tại của viên tùy không sánh được với tình trạng của mình ở trong ngàn tầng tháp nhưng cảm giác ngoài cửa mình có người hay không hoàn toàn không có vấn đề gì vậy là được vương ưu gật gật đầu lưu lại một câu liền mở cửa đi ta chính là đến xem giấc ngủ đầy đủ có thể bảo trì tâm tình tốt ta chuẩn bị ngủ đây là trả lời đối với câu hỏi của viên tùy tâm trạng tốt chứ tôi đang trong tâm trạng tồi tệ trả lời tự nhiên là tốt nhưng luôn cảm giác có chút trống rỗng như vậy về phần là vì cái gì vậy rốt cuộc là vì cái gì đây viên tùy ngồi ở đầu giường nhìn khí tức quấy nhiễu đầu ngón tay của mình đó là hiệu quả thúc giục linh lực trong cơ thể hình thành một đoạn thời gian sau đoàn khí tức kia ở trong tay bạo liệt ra nổ đến bàn tay viên tùy đỏ bừng viên tùy nghĩ mãi mà không rõ ngã xuống chuẩn bị ngủ chuyện nghĩ mãi mà không rõ coi như xong lý uyển như là ở bên ngoài ăn cơm tối mới trở về dinh thự mở cửa phòng mình tiến vào bên trong lại tiện tay đóng lại cởi mũ che nắng màu trắng trên đầu treo ở trên móc câu cô chuẩn bị đi tắm rửa đi tới trước tủ quần áo chọn quần áo chờ giặt xong sẽ thay hôm nay cô đi dạo rất nhiều nơi hơn nửa trời không lạnh trên người ít nhiều vẫn đổ mồ hôi mặc dù tự nhận mình là người có trình độ không lớn thích sạch sẽ có thể chịu đựng hoàn cảnh cực đoan dưới điều kiện cực đoan nhưng bây giờ là ở hoàn cảnh thoải mái quả nhiên vẫn có chút chịu không nổi tắm rửa này phải tắm tuy rằng hôm nay vẫn là một người nhưng cũng chính bởi vì đủ thư thái như thế nếu là những tên gia hỏa lui tới trong ngày hòa bình cùng đi mà nói chỉ định kia không được sống yên ổn, bọn họ sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tới gần mình, trong lời ngoài lời đều là nịnh bợ cùng nịnh nọt. Bất quá đây cũng không phải là Lý Uyển Như có biện pháp sự tình, ai bảo chính mình đầu cái tốt thai trong nhà quả thật có tiền có thế còn có quyền, bọn họ vì chính mình cùng gia tộc phát triển tự nhiên đến nịnh bợ nàng. Cho nên Lý Uyển Như không thích ở cùng bọn họ, không chỉ là tính cách cho phép, còn bởi vì không chân thật nhưng chính nàng có thể thu hút sự chú ý của người khác không chỉ là tiền tài quyền thế trong nhà, còn có mỹ mạo của chính nàng. Cha mẹ huynh trưởng của nàng bề ngoài xuất chúng, thậm chí một gia tộc như nàng bề ngoại cũng bất phạm, nàng làm một thành viên trong gia đình này bề ngoài tự nhiên cũng là đứng đầu. Tìm thư uyển www sinh com gương mặt này của cô hôm nay quả thật cũng rất khiến cô nổi tiếng, người đến gần và muốn liên lạc gặp không ít còn có càng nhiều bởi vì khí chất lạnh lùng của cô chỉ dám nhìn từ xa mà không dám đến gần nhưng cho dù là như thế hôm nay vẫn là rất tốt nhất là cảnh sát buổi chiều nhìn thấy ở bờ biển chính mình chỉ là nghe nói danh tiếng đi trước một buổi chiều này xem qua quả thật không làm thất vọng cái kia truyền ra danh tiếng thật sự rất đẹp nhất là chính mình ở bờ biển nhìn thấy một màn kia lúc ấy lý uyển như đứng ở lan can bờ biển nhìn ra xa mặt biển mặt biển gần sóng lăn tăng phản xạ ánh sáng ấm áp màu cam, trong tầm mắt có ba người cùng một chỗ thả câu, hai nam một nữ hai cây gậy, tiểu mùi mùi nữ đội mũ lưỡi trai không thấy rõ dung mạo, nhưng dựa vào cảm giác liền biết nàng rất đẹp. Hai vị nam sinh một người cùng vị tiểu mùi mùi kia kém không nhiều lắm ngồi dưới đất, đại khái cùng vị tiểu mùi mùi kia là vị trí tình lữ bị nàng đoạt, một người khác thoạt nhìn cùng mình tuổi tác không kém nhiều lắm, hẳn là hai người khác trong đó một người anh trai lý uyển như nhìn thấy bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được bọn họ cũng đang nhìn mình cho nên không nhìn bao lâu liền đi cơ bản cái kia hai vị nam sĩ thật sự rất đẹp mắt nhớ lại chuyện hôm nay lý uyển như chọn xong quần áo muốn thay cầm lấy chuẩn bị đi tắm rửa đi ngủ thình thịch thình thịch tiếng gõ cửa vang lên theo quy luật sau đó là tiếng người hầu truyền vào tiểu thư lão gia biết cô đã trở lại bảo cô lập tức đến thư phòng tìm ông ấy lý uyển như ở nhà được gọi là tiểu thư cha mẹ là tiên sinh phu nhân lão gia là chỉ gia gia của mình trong nhà này chân chính làm chủ người lý uyển như không dám ngổ nghịch ông nội cho nên đành trả lời một câu biết rồi ta lập tức đi xem ra hiện tại cái này tắm rửa không được phải đợi lát nữa lý uyển như buông quần áo đi ra ngoài lý gia bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác xem bệnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác đều có sầu lo một người nhà bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon window Aspigon push viên tùy cùng vương ưu rời khỏi phòng khám trở về viên gia trước khi về nhà bọn họ còn đi mua một mặt gương mới dùng để thay thế cái buổi sáng bị viên tùy một quyền đánh nát mở cửa phòng đi vào trong phòng không thấy người viên duyên không có ở đây lại nhìn tủ giày giày của viên duyên vẫn còn cô vẫn còn ở nhà vậy đại khái chính là ở trong phòng mình đi qua bàn ăn bữa sáng để lại trên đó đã không còn ít nhất có thể xác nhận viên duyên đã dậy ăn điểm tâm hai người mang theo gương tiến vào phòng viên tùy bận rộn một hồi thay xong gương sau đó vương ưu mang theo gương vỡ vụn đi ra ngoài vứt bỏ đến chạng vạn tối viên tùy làm xong bữa tối Bảo Viên Duyên xuống rồi ba người bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong bữa tối, ba người lại ngồi trên sofa xem TV như bình thường, toàn bộ quá trình Vương Ưu không biểu hiện ra bất cứ gì thường gì, Viên Tùy cũng giống như ngày thường, Viên Duyên chính là ngày thường. Sau vài ngày đều là kém không nhiều lắm bộ dáng, bọn họ bình tĩnh trải qua cuộc sống của bọn họ, nhưng có hai người trong lòng nhưng không có một khắc chân chính yên tĩnh lại. Một là Vương Ưu, một là Viên Duyên vương ưu bởi vì biết tình huống của viên tùy cho nên lo lắng lo lắng hắn khôi phục tâm lý lo lắng cho hắn lại sợ mình biểu hiện ra ngoài khiến cho đối phương mẫn cảm cho nên mấy ngày nay vẫn đem lo lắng giấu ở trong lòng biểu hiện ra bộ dáng giống như ngày thường âm thầm suy nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể giúp được viên tùy tuy rằng bác sĩ đổng minh phỉ nói tình huống của viên tùy có chuyển biến tốt đẹp nhưng tiến độ này có chút chậm Lúc bọn họ lần đầu tiên đi bác sĩ Động đã nói tình huống của viên tùy chừng nửa năm tình huống có thể nhận được biến hóa rất tốt, mà nửa năm qua, xem tình huống của viên tùy cho dù có chuyển biến tốt đẹp cũng không đạt tới mong muốn. Mà viên duyên tuy rằng không biết tình huống của viên tùy, nhưng nàng vẫn rất lo lắng cho viên tùy, đối phương làm ca ca của mình biến mất một năm, khoảng thời gian đó nàng đương nhiên rất lo lắng, trên thực tế căn cứ vào tình huống lúc viên tùy trở về quả thật cũng cần nàng lo lắng thật vất vả tu dưỡng tốt sau đó nàng lại phải lo lắng sau khi viên tùy tu dưỡng tốt khoảng thời gian hắn ở nhà xem như là một trong số ít thời gian viên duyên chân chính an tâm nhưng an tâm không bao lâu nàng liền ý thức được như vậy không được không thể để cho ca ca mình cứ chán chường như vậy hắn vẫn ở nhà sao được cho dù đem toàn bộ tiền cha mẹ để lại cho anh trai cũng không nhất định có thể bảo đảm cuộc sống cả đời của anh anh phải ra ngoài làm việc nuôi sống chính mình hơn nữa anh còn phải đi gặp gỡ tình yêu của chính mình lo lắng cho cuộc sống sau này của viên tùy trong lòng viên duyên cũng có rất nhiều chuyện mà viên tùy là nhân vật mà hai người khác quan tâm đã trở thành người tương đối bình tĩnh duy nhất trong viên gia hiện tại hắn bình thường chỉ có một đoạn thời gian sẽ suy nghĩ nhiều dù sao hắn cho dù tâm lý có vấn đề cũng biết mình muốn gì hắn có thể bảo vệ được cuộc sống hiện tại bởi vì hắn có đầy đủ tiền tài cùng thực lực nhưng nguyên nhân chân chính là bởi vì hắn không quá quan tâm mình đúng vậy hắn không quan tâm mình như thế nào hắn quan tâm chính là viên duyên cùng vương ưu viên duyên và vương ưu có thể sống tốt điều này đối với viên tùy mà nói là đủ rồi về phần chính hắn thật sự không quan trọng dù sao hắn cũng cho là như vậy đến buổi tối bọn họ đều tự trở về phòng của mình vương ưu trong phòng hắn cũng không có nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ mà là cầm cái ghế ngồi ở trước cửa sổ Cửa sổ là mở ra, có thể nhìn thấy đêm đen kịt, mơ hồ trong lóe ra mấy ngôi sao, bởi vì là khu biệt thự nguyên nhân, nơi này không có kiến trúc rất cao cũng sẽ không có nhà lầu ồn ào, Vương Ưu có thể thổi gió lạnh từ từ nghĩ chuyện của mình. Chuyện của Tùy Ca là phải thỏa mãn tiểu duyên, không phải bài xích nàng hoặc là cô lập nàng những nguyên nhân không có giới hạn này, chỉ là để cho nàng bớt lo lắng một chút, sống càng tự tại, đây là chuyện mình cùng Tùy Ca đều xác định. Bất quá tình huống hiện tại của tùy ca tiểu duyên làm mùi mùi hẳn là có quyền biết chuyện, hơn nữa vương ưu không muốn lừa gạt nàng, cho nên nếu không phải tình huống của tùy ca quả thật có chuyển biến tốt, vậy chính mình cũng rất khó tìm được lý do chống đỡ mình giấu giếm tiếp. Là kế tiếp nên làm như thế nào, nếu có chuyển biến tốt đẹp thì thuốc kia không thể ngừng, cho dù không đạt tới hiệu quả mong muốn, cho dù cách hiệu quả mong muốn kém rất nhiều, nhưng chỉ cần hữu dụng thì phải tiếp tục, phương diện tiền này không thành vấn đề tiền mình có thể vận dụng vẫn là rất nhiều, cho dù mình không có cũng có thể tìm cha mẹ đòi. Phiền toái chính là kế tiếp phải làm thế nào mới có thể tiếp tục trợ giúp tùy ca cải thiện, bác sĩ nói đọc sách vận động dời đi lực chú ý, muốn chúng ta ở bên cạnh nhiều hơn, những thứ này đều dễ nói, làm cũng không khó, nhưng tiến thêm một bước, lại nên làm như thế nào? Cứ như vậy chậm rãi mai. Một năm hai năm còn dễ nói, nếu bốn năm năm cũng không mài thành công thì sao? đến lúc đó lại không biết sẽ là quan cảnh kia. Về phần phương pháp trị liệu mạnh mẽ vương ưu cũng là yêu cầu qua, tỉ như thôi miên. Còn nhớ bác sĩ Đổng sau khi tiến hành đã nói với mình. Tâm lý phòng bị của anh trai cậu rất sâu, rất khó tiến hành trị liệu thôi miên. Nếu muốn cưỡng ép tiến hành thôi miên rất có thể tạo thành một ít tổn thương không thể nghịch chuyển đối với đại não của anh ấy. Ai tùy ca a à tùy ca, ngươi biến mất một năm sau khi trở về sau lại thành như vậy trong thời gian một năm này ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì vương ưu tựa vào lưng dựa thổi gió lạnh ban đêm nhìn bầu trời đêm đen kịt ít có cảm giác sờ không ra đầu quên đi tạm thời không nghĩ tới sẽ không nghĩ nữa trước tiên đem những thứ có thể làm làm rồi nói sau lấy ra máy truyền tin vương ưu bắt đầu lật xem có sách vở hữu dụng gì chuẩn bị mua về đọc một chút hay không thuận tiện nhìn xem gần đây có phải có trận đấu thể thao gì có thể tham gia hay không nếu có thì đến lúc đó liền kéo viên tùy cùng nhau báo danh vừa nhìn quả thật tìm được mấy quyển thoạt nhìn có chút dùng sách vương ưu cũng liền trực tiếp mua về phần vận động các loại thi đấu đến lúc đó không phát hiện vậy cũng chỉ có thể quên đi ở cuối cùng vương ưu chuẩn bị tắt máy truyền tin lên giường ngủ thời điểm có một cái tin nhắn riêng tới là một vị bạn học cũ gửi tới hai người bọn họ ở trường học thời điểm quan hệ tạm được chỉ là sau khi tốt nghiệp liên hệ ít sau khi mở ra xem tin tức vương ưu biết đối phương nói chuyện riêng của mình lúc trước mọi người trong lớp kia sau khi tốt nghiệp nhiều năm cũng không có tụ lại lần này có người dẫn đầu nói chuẩn bị tụ một chút lập tức nhận được đáp lại nhiệt liệt vương ưu bình thường không xem tin tức nhóm cho nên không biết bạn học cũ chính là tới hỏi hắn có biết chuyện này hay không hơn nữa hỏi hắn có tham gia hay không sau khi hỏi thời gian liên hoan vương ưu suy nghĩ một chút ngày đó tạm thời không có an bài gì gần đây cũng không có chuyện gì hơn nữa nhiều năm không gặp như vậy Vương ưu cuối cùng đồng ý đi. Về phần chuyện viên tùy, quan tâm thì quan tâm, nhưng đó là thật không gấp được, huống chi nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng, chuyện này phải từ từ sẽ đến. Đưa ra câu trả lời thuyết phục của mình lại hỏi rõ địa chỉ đối phương sẽ không quấy rầy nữa, Vương ưu cũng đóng cửa sổ lên giường chuẩn bị ngủ. Lúc Vương ưu hóng gió ngắm trời, viên duyên nằm trên giường tự nhiên không ngủ. Thời gian bây giờ còn chưa tới thời gian viên duyên ngủ, Bình thường cô đều chơi máy truyền tin đến khi ngủ, nhưng trong khoảng thời gian gần đây nguyên nhân ngủ muộn tăng thêm một. Buồn. Buồn a, à, đối với lão ca của mình buồn a. À. Người lớn như vậy, cư nhiên một chút kế hoạch cũng không có, cả ngày đều chỉ biết ở nhà, không biết đi ra ngoài kiếm tiền coi như xong, còn không biết đi ra ngoài tiền cho mình tồn tại thần bí tên là chị dâu kia, đã bao nhiêu tuổi rồi, dựa theo cổ đại tính toán đều là lão quan côn không ai cần, còn không biết mình đi cố gắng chẳng lẽ người khác còn có thể tự mình chạy tới làm chị dâu cho cô sao cũng chính là cha mẹ bất hạnh qua đời nếu không tốt xấu gì mình cũng phải cùng bọn họ nhắc tới người anh trai này từng ngày không làm việc đàng hoàng giống như con cá muối À, tại sao phải là một người em gái như mình đến quan tâm những chuyện này chứ nhưng mình làm mùi mùi lo lắng cuộc sống của ca ca cũng là bình thường a à, bằng không còn có thể giao cho ai đây cho nên vì giảm bớt gánh nặng cho mình nhanh chóng đi tìm một người, sau đó đem nàng hãm hại đến làm chị dâu. Nói như vậy kế hoạch nhân sinh của anh trai phế vật này có thể giao cho tồn tại vĩ đại tên là chị dâu kia. Nhưng cái kia phế vật kaka a, hắn ánh mắt cương nhiên còn như vậy soi mói, chính mình trước sau nhiều bao nhiêu ít cho hắn giới thiệu cũng không dưới 10 người chọn, hắn cương nhiên một cái cũng không coi trọng. Ngay từ đầu còn có thể thêm phương thức liên lạc tán gẫu vài câu, sau đó mới nói với mình không thích hợp, phía sau trực tiếp tán gẫu cũng không tán gẫu sau khi mình thêm phương thức liên lạc của người khác cho hắn thì trở tay xóa vừa hỏi nguyên nhân chính là không thích sau đó khi mình đối mặt với chất vấn của nữ sinh đối phương mình còn phải bồi tội xin lỗi dù sao cũng là mình mạnh mẽ bắt dây dắt cầu đem cô liên lụy vào thật sự khi đó thật cảm giác ca ca này đáng chết a à. sau đó viên duyên lại cảm thấy nếu mình giới thiệu không được vậy ngươi tự mình đi ngẫu nhiên gặp được được không nhiều lần mang theo Viên Tùy ra cửa muốn hoàn thành một ít tình cờ gặp gỡ, nhưng Viên Tùy thì sao, cư nhiên đối với mỹ nữ tỷ tỷ như ngày hôm qua cũng không có hứng thú, ngươi còn muốn cái dạng gì? Hắn sẽ không thật sự cho rằng mình là bánh trái thơm ngon mà người người đều muốn chứ. Mặc dù Viên Tùy là anh trai của Viên Duyên, bề ngoài nên có đủ tự tin, nhưng đầu năm nay không phải chỉ nhìn mặt là được. Ngươi không có tiền không có năng lực, có đẹp trai hơn nữa cũng không nhất định hữu dụng hình như hai điểm này của anh trai mình cũng thỏa mãn. Về phương diện tiền bạc, không nói cha mẹ mình lưu lại, chỉ riêng chú Vương Dì Dung đã có thể làm cho huynh muội bọn họ cả đời áo cơm không lo, mặc dù huynh muội bọn họ cũng không tiếp nhận. Về phương diện năng lực này, làm con của viên gia nhất là anh trai viên Duyên Cô, viên tùy lúc đi học có thể làm gương mẫu, lúc thực tập có thể làm cột mốc, các loại dụng cụ bắt đầu cũng rất nhanh. Hừ, cho dù như vậy lão ca không phải vẫn là độc thân một cái vẫn là mẫu đơn cái loại này lớn tuổi như vậy vẫn là mẫu đơn không mất mặt sao cho nên mau đi tìm ta cái kia tên là tẩu tử thần bí tồn tại đi để cho nàng tới kết thúc ngươi này đáng thương kiếp sống độc thân viên duyên ở trong lòng nghĩ nghĩ liền thành chăm chọc cuối cùng hy vọng nói như thế vương ưu và viên duyên đều có chuyện đang suy tư viên tùy tìm thư uyển làm người cùng phòng cùng vào một nhà đương nhiên không thể ngoại lệ chỉ là so với hai người kia viên tùy tưởng thì phức tạp hơn nhiều viên tùy không thèm để ý tình trạng tâm lý của mình bao lâu có thể tốt cũng không thèm để ý khi nào mình có thể kết thúc độc thân hiện tại hắn để ý vẫn là câu nói kia của thương hồn chắc chắn bạn sẽ trở lại chính mình buổi sáng chính là bởi vì những lời này mà có chút không khống chế được lúc này mới một quyền đấm vỡ gương sau đó bị vương ưu phát hiện lại sau bị mang đi phòng khám sau khi xảy ra chuyện buổi sáng và dưới tình huống uống thuốc viên tùy hiện tại có thể cam đoan khi suy tư những lời này sẽ không mất khống chế nữa nhưng cho dù lời nói của thương hồn như vậy vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị hạ cái gì mà pháp nguyền rủa nhưng cẩn thận kiểm tra sau cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp hắn cũng dùng qua trận pháp đến tĩnh tâm nhưng trận pháp mất đi hiệu lực sau câu nói kia vẫn như cũ sẽ vang vọng ở trong đầu Câu nói kia tự như ý trời trong tối tâm, vẫn nương theo hắn, dây dưa với hắn. Chẳng lẽ mình thật sự phải đi trong ngàn tầng tháp mới có thể biết rõ ràng sao? Không nghĩ tới đường ra khác viên tùy tránh không được toát ra ý nghĩ như vậy, lập tức phủ định. Không được, không được. Chính mình thật vất vả trở lại làm sao có thể lại đi vào, nếu lại cùng lần trước giống nhau liền vài tầng đều không có truyền tống trận làm sao bây giờ nếu như lại phát sinh chuyện lần trước làm cho tinh thần mình thiếu chút nữa sụp đổ thì làm sao bây giờ chính mình sau khi trở về được ưu duyên làm bạn thật vất vả có chút quên lãng chuyện kia làm sao có thể lần nữa trải qua chuyện tương tự cho nên cứ như vậy đi mặc dù bị những lời này ảnh hưởng mặc dù tình trạng tinh thần của mình bởi vậy rất khó hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp nhưng ít nhất còn có thể bồi ở bên cạnh người nhà ít nhất sẽ không càng hỏng bét ba người đều nghĩ đến chuyện của mình cũng không nói với ai khác nhưng trong lòng bọn họ đều nghĩ đến những người còn lại